Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 611 giữ vững phía nam. Hộ soái, số lượng hạm đội quân địch quá nhiều, chúng ta rất khó ngăn cản được, phải làm sao đây? Một tướng lĩnh nói, giữ vững phía nam bằng mọi giá. Phía nam là yếu địa chiến lược, một khi bị quân địch công phá thì chủ lực của nước liệt ưng và nước sư quốc sẽ từ phía nam đổ bộ vào, hậu quả không thể tưởng tượng được. Hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt nói, hộ soái, hạm đội quân địch không những số lượng nhiều, mà hơn nữa vũ khí còn vô cùng tiên tiến, với trang bị vũ khí bây giờ của chúng ta đã rất khó tạo thành lực sát thương lớn đối với bọn họ, nếu chúng ta một mực cố thủ thì tướng sĩ phía nam có thể sẽ tổn thất đến mức hầu như không còn ai. Tướng sĩ đó nói tiếp, lúc Lê Hộ xoái rời khỏi phía nam, đã dặn qua dặn lại nhiều lần, bảo chúng ta nhất định phải giữ vững được phía nam, tuyệt đối không để phía nam rơi vào tay giặc, đây là mệnh lệnh. Trần Kiệt nói. Bây giờ Lê Hộ Soái đã giết Hàn Hồ, bình định nội loạn phía Bắc, cứu Long chủ Long quốc gia. Bây giờ phía Nam gặp nguy cấp, chúng ta có thể xin ý kiến của Lê Hộ Soái, xem thử anh ấy có chỉ thị gì không. Tương lĩnh đó nói. Trần Kiệt cũng biết bây giờ phía Nam bị liên hợp hạm đội chủ lực quy mô lớn của nước liệt ưng và nước cử hùng tấn công, anh ta có linh cảm rằng năng lực của mình có hạn, nếu tiếp tục như vậy cổng lớn phía Nam chắc chắn sẽ bị quân địch công phá, vì vậy anh ta chỉ đành quyết định cầu viện Lê Uy Long mau liên lạc với Lê Hộ Soái, tôi muốn nói chuyện điện thoại với Lê Hộ Soái." Trần Kiệt nói. "Vâng, một phó tướng nhanh chóng gọi điện cho Lê Uy Long. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trần Kiệt đến nghe. Lúc này, Lê Uy Long vẫn đang trên đường hành quân để tập kích bất ngờ hậu phương của quân địch nước sư quốc, biết được Trần Kiệt gọi điện thoại đến, anh liền hỏi "Trần Hộ Soái, có chuyện gì vậy?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lê Hộ Soái sau khi anh rời đi tối qua hạm đội của nước liệt ưng và nước cự hùng điều động số lượng lớn ồ ạt tiến công phía nam phía tôi chúng tôi sắp chống đỡ không nổi nữa rồi trần kiệt nói lẽ nào lê uy long tôi không ở phía nam thì các anh bó tay không có biện pháp sao lê uy long không hài lòng nói trần kiệt cảm thấy xấu hổ nói lê hộ soái là hộ soái bảo vệ đệ nhất của long quốc chúng tôi đương nhiên không thể so với anh được bây giờ phía nam đã gặp nguy hiểm cận kề khi nào thì anh trở về phía nam được Trần Kiệt nói. Lệ Uy Long cảm thấy vô cùng nhức đầu, Long chủ Long Quốc bị bắt làm tù binh, mình ngàn dặm đến cứu ra, phía Bắc gặp nguy đang đợi anh đến giải quyết, bây giờ phía Nam lại xuất hiện nguy cơ, cũng đang đợi mình đến ứng cứu, thật sự bất lực. Bây giờ nước sư quốc đang ồ ạt à tiến công phòng tuyến thứ hai của phía Bắc, phía Bắc càng nguy cơ kề cận hơn, trước tiên tôi phải đi công phá kẻ địch ở phía Bắc rồi mới có thể trở về phía Nam được." Lệ Uy Long nói. Lê Hộ Soái mất bao lâu thì anh có thể công phá quân địch ở phía Bắc, giải quyết nguy cơ ở phía Bắc? Trần Kiệt hỏi, chuyện này tôi cũng không chắc, bây giờ quân địch nước sư quốc đang dốc toàn bộ lực lượng, muốn đánh bại hoàn toàn quân địch, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhanh nhất cũng mất 3 đến 5 ngày. Lê Uy Long nói, Lê Hộ Soái Nam Trinh Bắc Chiến, đánh đầu thắng đó, bất cứ nơi nào anh đến, quân địch chắc chắn nghe được sẽ vội chạy mất, 3 đến 5 ngày thì có thể công phá địch, Long Quốc có tướng tài như anh thật sự là may mắn của Long Quốc. Trần Kiệt nói, anh đừng nịnh nọt tôi, nói thật đi, anh rốt cuộc có thể giữ được phía Nam được bao nhiêu ngày. Lê Uy Long nói, lần này nước liệt ưng và nước cử hùng ra hết lực lượng chính, hệ thống phòng ngự chiến hạm của bọn họ quá sức mạnh mẽ, trang bị vũ khí của chúng ta không tạo được thương tổn lớn đối với chiến hạm của bọn họ, tôi đoán nhiều nhất chỉ có thể giữ được 3 ngày. Trần Kiệt không dám nói khoác, chỉ có thể nói thật nếu chỉ có thể giữ được 3 ngày, để đạt được sự an toàn, hãy để người dân trong thành phố quốc hòa rời đi trước đã. Lê Uy Long nói, lẽ nào Lê Hộ Soái đã quyết định từ bỏ thành phố quốc hòa? Trần Kiệt Kinh ngạc nói, không phải tôi muốn từ bỏ mà là các anh hoàn toàn không thể bảo vệ được, không thể không từ bỏ, đã không đánh lại được, tôi không muốn các anh phải liều mạng, không muốn để tướng sĩ phía nam toàn quân bị diệt ở trên biển. Lê Uy Long nói, Hộ Soái, nếu thành phố quốc hòa thất thủ quân chủ lực của liệt ưng quốc và nước cử hùng sẽ đổ bộ vào đất liền từ thành phố quốc hòa đến lúc đó sẽ không thể cứu vãn được rất khó để chiếm lại được đất đã mất trần kiệt nói các anh liều mạng cũng không đánh lại được quân địch trước tiên chỉ có thể từ bỏ tôi am hiểu lục chiến đợi tôi giải quyết xong nguy cơ của phía bắc rồi sẽ quay lại thu thập bọn chúng lê uy long nói được tôi biết làm thế nào rồi trần kiệt thấy lê uy long không yêu cầu phải tử thủ phía nam Lập tức thở vào nhẹ nhõm Nếu các anh có thể bảo vệ được thành phố Quốc Hòa Đương nhiên là chuyện tốt nhất Nhưng thật sự không thể bảo vệ được Thì ít nhất cũng phải bảo vệ được toàn bộ người dân Trong thành phố Quốc Hòa rời khỏi rồi mới được từ bỏ việc bảo vệ thành Lê Uy Long giao nhiệm vụ cho Trần Kiệt Vâng, Trần Kiệt nhận lệnh Sau khi Lê Uy Long cúp máy Lại tiếp tục dẫn đầu đại quân tập kích về phía hậu phương của quân địch nước Sư Quốc Trần Kiệt có được chỉ thị của Lê Uy Long lập tức phát thông cáo bảo người dân trong thành phố Quốc Hòa rời khỏi thành phố Quốc Hòa. Tin tức được phát ra, lòng dân thành phố Quốc Hòa vô cùng hoảng sợ, đều có dự cảm thành phố Quốc Hòa có thể sắp thất thủ rồi. Người dân lần lượt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thoát khỏi thành phố Quốc Hòa. Những người dân cũng không biết rằng lúc này Lê Uy Long đã đến phía Bắc, họ cho rằng anh vẫn đang chỉ huy trấn thủ phía Nam. Không ít lòng dân này sinh bất mãn đối với cách làm từ bỏ thành phố Quốc Hòa của Lê Uy Long, rồi bắt đầu nhao nhao chửi rủa Lê Uy Long sợ hãi, chỉ mới nghe ngóng đã bỏ chạy. Hộ vệ phụ bảo vệ Chu Nhược Mai, vợ của hộ soái, khi nhận được tin tức rút khỏi thành phố Quốc Hòa thì bọn họ lập tức khuyên bảo Chu Nhược Mai nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị bảo vệ cô rời khỏi thành. Chương 612 thất thủ sao? Hộ soái phu nhân, cô hãy nhanh chóng thu dọn hành lý rồi cùng chúng tôi rời khỏi thành phố Quốc Hòa. La Hoa, thủ lĩnh hộ vệ chạy đến, nói với Chu Nhược Mai vì sao phải rời thành phố quốc hòa chu nhược mai khó hiểu nói đây là yêu cầu của cấp trên tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không biết la hoa nói lẽ nào thành phố quốc hòa sắp thất thủ rồi sao nguyễn tú hằng nói không thể nào bây giờ quân địch còn chưa đến gần thành phố quốc hòa quân số chúng ta bố trí phòng thủ ở thành phố quốc hòa nhiều như thế sao thành phố quốc hòa có thể thất thủ được chứ chu nhược mai nói bây giờ quân địch đang tiến công ồ ạt áp sát từng bước thành phố quốc hòa thật sự không thể bảo vệ được nữa rồi, cho nên chúng ta phải rời khỏi trước. Nguyễn Tú Hằng nói. Chu Nhược Mai cũng thấy lời Nguyễn Tú Hằng nói có lý, bèn hỏi La Hoa, La Hoa, anh hãy nói sự thật cho tôi biết, thành phố quốc hòa thật sự sắp thất thủ rồi phải không? Hộ soái phu nhân, chuyện này tôi thật sự không rõ. Tôi chỉ vâng mệnh bảo vệ cô rời khỏi mà thôi, còn những chuyện khác tôi đều không biết. La Hoa tuy cũng đoán được chuyện cấp trên sắp từ bỏ việc phòng thủ thành phố Quốc Hòa nhưng anh ta không dám nói bậy. Giúp tôi liên lạc với Lê Uy Long, tôi phải tự mình hỏi anh ấy. Chu Nhược Mai nói, thời kỳ chiến tranh nên Lê Uy Long không dùng điện thoại cá nhân mà chỉ dùng điện thoại chuyên dụng quân dụng thôi, cho nên ngay cả Chu Nhược Mai cũng không thể liên lạc được với anh. Hộ soái phu nhân, bây giờ Lê Hộ soái không ở khu vực chiến đấu phương Nam nữa, cho nên tôi cũng không thể liên lạc được với anh ấy. La Hoa nói, anh ấy không ở khu vực chiến đấu phương Nam thì anh ấy chạy đi đâu chứ? Chu Nhược Mai nói, Lệ Uy Long là chủ soái, lẽ nào anh ta biết không giữ được thành phố quốc hòa nữa nên đã tiên phong lâm trận bỏ chạy rồi sao? Nguyễn Tú Hằng cũng hỏi, không phải vậy, Lê Hộ Soái là hộ soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc, sao có thể lâm trận bỏ chạy chứ? Bây giờ Lê Hộ Soái đã đến phía Bắc rồi, La Hoa nói. Không phải lâm trận bỏ chạy thì anh ấy chạy đến phía Bắc làm gì?" Chu Nhược Mai hỏi. "Tối qua Hàn Hồ làm phản, Long chủ Long Quốc bị bắt làm tù binh." Lê Hộ Soái biết được chuyện đó, ngay trong đêm bay đến phía Bắc cứu Long chủ Long Quốc. La Hoa nói. "Cuộc nổi loạn của Hàn Hồ lại có thể là do Lê Uy Long bình định sao?" Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc hỏi. "Sáng hôm nay nhìn thấy tin tức, nói Long chủ Long Quốc đã được cứu ra rồi, vậy mà là do Lê Uy Long cứu Long chủ Long Quốc ra sao?" Chu Nhược Mai cũng cực kỳ kinh ngạc. Nguyễn Tú Hằng và Chu Nhược Mai đều nhìn thấy tin tức cuộc nổi loạn của Hàn Hồ đã bị dập tắt chỉ trong một đêm, Long chủ Long Quốc được cứu ra, chỉ không biết là ai đã dẹp yên chuyện đó, cũng không biết là ai đã cứu Long chủ Long Quốc ra. Tin tức vô cùng ngắn gọn, chỉ nói phản tướng Hàn Hồ đã bị đội quân Long Quốc giết chết, Long chủ Long Quốc đã thoát khỏi nguy hiểm. Thông thường, tin tức càng ngắn gọn thì lượng thông tin bao gồm trong đó càng nhiều. Đúng vậy, là Lê Hộ Soái đã bình định nội loạn trong đêm, cứu Long chủ Long quốc gia. La Hoa nói, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng nghe thấy La Hoa nói như vậy đều thấy cực kỳ chấn động. Bọn họ không ngờ người bình định nội loạn trong một đêm, cứu Long chủ Long quốc gia là Lê Huy Long. Lúc này, hai người đều cảm thấy vô cùng sùng bái Lê Huy Long. Đây chính là người anh hùng cái thế, không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Bây giờ nội loạn phía Bắc đã được dẹp yên, Long chủ Long Quốc cũng được cứu ra rồi, lúc nào thì Lệ Uy Long sẽ quay lại phía Nam. Chu Nhược Mai nói, chuyện này tôi không rõ, hộ soái phu nhân, cô hãy nhanh chóng thu dọn hành lý theo tôi rời thành phố Quốc Hòa thôi. La Hoa nói, chúng tôi rời khỏi thành phố Quốc Hòa thì sẽ dừng chân ở đâu? Chu Nhược Mai nói, chúng ta sẽ đến thành phố Bắc Giang, phòng các cô ở đều đã được sắp xếp xong rồi. La Hoa nói, được, vậy tôi sẽ nhanh chóng thu dọn. Chu Nhược Mai cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Lê Uy Long, vội thu dọn hành lý cùng Nguyễn Tú Hằng. Tòa biệt thự này là do Hà Văn sinh tặng, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng thật ra cũng không có nhiều đồ đạc gì để mang đi. Các cô chắc chắn sẽ không mang theo các loại thiết bị điện đồ dùng trong nhà, chỉ thu dọn quần áo của mình và mỹ phẩm, và các thứ như điện thoại. Chu Nhược Mai biết trong phòng của Lê Uy Long có di vật của Dương Văn Đoàn và cuốn kiếm phổ hiên viên cửu kiếm, đây đều là những thứ vô cùng quan trọng cần phải thu dọn để mang đi. Sau khi thu dọn xong, hộ vệ giúp chuyển đồ đạc của Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng lên xe. Chương 613 rời khỏi Tinh Nguyệt. Bởi vì chiến tranh, bị buộc phải rời khỏi biệt thự Tinh Nguyệt, trong lòng Chu Nhược Mai rất không nỡ. Cô vẫn luôn nhìn về phía biệt thự, không muốn rời đi. Nguyễn Tú Hằng cũng rất không nỡ, biệt thự đẹp như vậy lại không thể ở tiếp được, bất cứ ai cũng đều không nỡ các cô đều đã coi nơi này là nhà mình hộ soái phu nhân cô nguyễn chúng ta nên đi nhanh thôi la hoa thúc giục nếu thành phố quốc hòa rơi vào tay giặc biệt thự của chúng ta sẽ bị kẻ địch vào ở ư chu nhược mai hỏi cái này rất khó nói nếu hộ soái lê trở về sớm thì quốc hòa cũng chưa chắc đã rơi vào tay giặc la hoa nói tối qua tướng sĩ long quốc ta còn có thể đánh cho quân xâm phạm tan tác tơi bời tàu chiến của chúng chật vật bỏ chạy sao trong một đêm cục diện liền đột một thay đổi thế này? Chu Nhược Mai khó hiểu hỏi. La Hoa nói, bởi vì tối qua hộ soái Lê đã rời khỏi phía Nam, quân địch biết được ngài ấy ra phía Bắc nên lập tức ngóc đầu trở lại. Hơn nữa bọn chúng phát động toàn bộ quân tinh nhuệ, tấn công quy mô lớn. Sao Lê Uy Long vừa rời khỏi phía Nam kẻ địch lại tấn công quy mô lớn vào đây? Chu Nhược Mai lại hỏi. Bởi vì Lê Uy Long là hộ soái bảo vệ số một của Long Quốc, kẻ địch đều sợ ngài ấy có ngài ấy ở đó, kẻ địch chỉ tấn công mang tính thăm dò thôi. Nhưng ngài ấy không ở thì chúng liền không kiêng nể gì cả. La Hoa nói, không ngờ Lệ Uy Long lại lợi hại như vậy, Chu Nhược Mai cảm thán. Cô thực sự không ngờ được, chồng mình lại trâu bò đến thế này. Anh không những là người quyền cao chức trọng của Long Quốc, mà ngay cả kẻ địch cũng sợ anh như vậy. Hộ Soái Lê là người một trận chiến có thể dựng non sơn, chúng ta mau đi thôi. Cho dù thành phố Quốc Hòa thật sự rơi vào tay giặc thì đợi hộ xoái Lê trở về cũng có thể lấy lại được. La Hoa nói. Được, Tú Hằng, chúng ta mau chóng đi thôi. Chu Nhược Mai nói với Nguyễn Tú Hằng. Ừm, um, chúng ta chắc chắn có thể quay trở lại. Đi thôi, Nguyễn Tú Hằng nói. Thế là Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng liền lên xe. Sau đó, hộ vệ lập tức lái xe chở các cô rời khỏi thành phố Quốc Hòa, lái xe hướng về phía thành phố Bắc Giang chiếc lamborghini kia của chu nhược mai cũng do hộ vệ lái giúp người dân thành phố quốc hòa đã nhận được thông báo phải rút khỏi thành phố lúc này mọi người đang bận rộn thu dọn hành lý không ít người cũng đã lên đường chạy trốn khỏi thành phố quốc hòa các thế gia cũng rời đi tuy sản nghiệp của bọn họ ở quốc hòa nhưng so với tính mạng thì bọn họ thả bỏ sản nghiệp đi để giữ được tính mạng cả nhà đây chính là cái giá phải trả cho chiến tranh vì bảo vệ mạng sống không thể không từ bỏ tài sản Nhà họ Chu lúc này cũng đang thu dọn hành lý chuẩn bị trốn khỏi thành phố Quốc Hòa. Lê Uy Long này rốt cuộc làm gì vậy? Tướng năm sao chó má gì, ngay cả một thành phố Quốc Hòa cũng không bảo vệ được." Bà cụ Chu thở hổn hển nói. "Mẹ, chiến tranh cũng không phải chuyện của một mình Lê Uy Long. Thành phố Quốc Hòa có thể giữ được hay không không phải một mình thằng bé có thể quyết định được. Đó còn phải xem thực lực quân đội và sức mạnh của Long Quốc nữa. Hiện giờ bốn phía Long Quốc đều có địch." binh lực phân tán hơn nữa lần này nước liệt ưng và cử hùng đều phái quân tinh nhuệ đến dù là ai cũng không thể bảo vệ được chu hòa nói chỉ có con vẫn luôn nói chuyện thay cho kẻ bất tài lê uy long kia thật sự không biết long chủ long quốc nghĩ sao thế mà lại phong kẻ bất tài lê uy long là tướng năm sao lẽ nào lê uy long là con trai ông ta bà cụ chu vẫn tức giận nói bà ta thật không hiểu lê uy long có tài đức gì mà có thể trở thành tướng năm sao mẹ mẹ đừng nói lung tung lời bôi nhọ long chủ long quốc này không thể nói được nếu bị truyền ra ngoài nhà họ chu chúng ta sẽ gặp tai vạ đấy chúng ta vẫn nên mau chóng thu dọn đồ đạc ra thành phố bắc giang tránh nạn đi chu hòa nói hai bà cụ chu thở dài một hơi sau đó nói sản nghiệp của nhà họ chu chúng ta toàn bộ đều ở thành phố quốc hòa chỉ vì kẻ bất tài lê uy long mà bị hủy hoại trong chốc lát thật không cam tâm mà thời kỳ chiến tranh chúng ta giữ được mạng quan trọng hơn. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, chúng ta có thể gây dựng lại. Chu Hòa nói, kẻ bất tài như Lê Uy Long có thể được trao tặng tướng năm sao, Long Quốc chúng ta có thể sắp diệt phong rồi, còn nói gì đến gây dựng lại gia nghiệp. Tôi thực sự không nỡ từ bỏ ra sản tổ tông để lại, không nỡ rời khỏi thành phố Quốc Hòa. Bà cụ Chu nói, bà nội, nếu muốn giữ được sản nghiệp của nhà họ Chu chúng ta thì cháu có một cách lúc này chu hoàng lâm đột nhiên lên tiếng cháu có thể có cách gì bà cụ chu ngạc nhiên hỏi chương 614 đề nghị theo địch bà nội bốn bề long quốc đều là địch ngoài phía tây ra thì phía bắc nam đông đều liên tiếp thua trận cứ thế này long quốc sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa có lẽ sắp diệt phong rồi chu hoàng lâm nói cái này cháu không cần nói bà cũng biết nói trọng điểm đi làm thế nào mới có thể giữ được sản nghiệp nhà họ chu chúng ta Bà cụ chu hỏi, Long Quốc một thân một mình, diệt phong chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chúng ta có thể chọn cách nương nhờ vào nước liệt ưng. Như vậy chúng ta có thể giữ được sản nghiệp nhà họ chu rồi. Cuối cùng chu Hoàng Lâm cũng nói ra suy nghĩ của mình. Lời này anh ta vừa nói ra, tất cả người nhà họ chu đều ngẩn người xứng lại. Không ai có thể nghĩ đến anh ta lại đề nghị nhà họ Chu đi theo địch. Súc sinh, nhà họ Chu ta không bằng danh môn vọng tộc gì, nhưng liệt tổ liệt tông nhà họ Chu đều trung thành với Long Quốc. Cho dù là triều đại nào cũng tuyệt đối không làm chuyện phản quốc nối giáo cho giặc. Hiện giờ Long Quốc chỉ xuất hiện một nguy cơ nhỏ mà cậu lại muốn phản quốc rồi à? Chu Hòa là người đầu tiên lên tiếng mắng chửi. Bác cả, cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hiện giờ Long Quốc đối mặt với sự liên minh tấn công của năm nước liệt ưng, cự hùng, sư quốc, lang quốc, khâu dẫn quốc. Long Quốc đã hết hy vọng rồi, chúng ta sao lại không tìm một đường ra khác? hà cứ gì phải trung thành với Long Quốc sắp diệt phong. Chu Hoàng Lâm nói từ trước đến nay kẻ phản quốc đi theo địch chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Hồ tối nay chính là một minh chứng. cậu đừng có đẩy nhà họ Chu vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Chu Hòa tức giận nói bác cả bác quá cố chấp cứng đầu rồi. tình thế hiện giờ không đi theo địch thì cũng chỉ có một con đường chết thôi. Long quốc đều sắp diệt phong rồi, chúng ta có thể trốn được đến chỗ nào? Một khi thành phố quốc hòa rơi vào tay giặc, đội quân của nước liệt ưng và cử hùng sẽ nhanh chóng tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Vậy thì có thành phố nào của Long Quốc là an toàn chứ? Chu Hoàng Lâm nói, nếu đi theo địch, nhà họ Chu chúng ta chỉ có một con đường chết. Long Quốc có anh hùng tầng tầng lớp lớp, từ lịch sử đến nay chưa từng có chuyện diệt vong mất nước xảy ra. Đợi đến khi Long Quốc đánh lui kẻ địch chính là lúc nhà họ Chu ta diệt vong. Chu Hòa nói, bác cả, Tương lai nhà họ Chu không phải do một mình bác nói là được, vẫn nên nghe bà nội nói thế nào đã." Chu Hoàng Lâm cảm thấy chắc chắn bà cụ Chu sẽ ủng hộ nhà họ Chu theo địch, vậy nên anh ta để bà ta làm chủ. Lúc này, bà cụ Chu cuối cùng lên tiếng, "Hoàng Lâm, bác cả cháu nói không sai. Dù bất cứ triều đại nào, liệt tổ liệt tông nhà họ Chu chúng ta đều chưa từng có hành động phản quốc theo địch. Đến thế hệ này của chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm chuyện bán nước được." bà cụ chu tuy là một người hám lợi nhưng bà ta là chủ của nhà họ chu từ lúc gả vào nhà họ chu đến nay vẫn luôn chịu ảnh hưởng gia phong của nhà họ chu tư tưởng trung quân ái quốc vẫn có đối mặt với chuyện đúng sai rõ ràng này bà ta vẫn chọn trung thành với long quốc chu hoàng lâm hoàn toàn không ngờ được bà nội trước giờ luôn biết xem xét thời thế gió chiều nào xoay chiều ấy thế mà lại phản đối đi theo địch bà nội bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi long quốc đã đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có nếu không nắm lấy cơ hội nương nhờ vào nước liệt ưng đợi đến khi long quốc diệt phong thì chúng ta đều thành nô lệ mất nước muốn nương nhờ cũng không có cơ hội nữa đâu chu hoàng lâm lo lắng nói bà cụ chu lại nói đừng nói nữa nhà họ chu ta tuy là gia tộc hạng hai nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện phản quốc theo địch nếu không sau này khi ta trăm tuổi xuống dưới suối vàng cũng không có mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông nhà họ chu nữa Bà nội, nếu chúng ta không nương nhờ vào nước liệt ưng, một khi kẻ địch đánh vào thành phố quốc hòa, sản nghiệp nhà họ Chu sẽ bị hủy trong chốc lát. Đến lúc đó, dấu chân kẻ địch dẫm đạp vạn dặm non sơn, chúng ta sẽ tứ cố vô thân, ngay cả tính mạng cũng khó giữ được, bà hãy suy nghĩ lại đi. Chu Hoàng Lâm sớm đã đi theo địch, hiện giờ anh ta chỉ muốn để cả nhà họ Chu cũng cùng theo địch. Làm càn, sao cháu lại có suy nghĩ như vậy chứ? Có phải cháu đã bắt đầu theo địch rồi không? bà cụ chu nghiêm khắc hỏi chu hoàng lâm có tật giật mình nói năng lộn xộn không không có đâu hiện giờ kẻ địch còn chưa tấn công vào thành phố quốc hòa cháu làm gì có cơ hội theo địch nếu cháu không theo địch thì sao lại luống cuống như vậy bà cụ chu hỏi bà nội cháu sợ bà hiểu lầm cháu theo địch nên có hơi luống cuống thôi trước khi chưa có sự đồng ý của bà cháu sẽ không làm ra chuyện phản quốc theo địch đâu chu hoàng lâm thấy bà cụ chu không muốn theo địch cũng không dám nhận bản thân anh ta đã theo địch không có là tốt bà nói cho cháu biết phản quốc theo địch là tội chết đến lúc đó ai cũng không cứu nổi cháu đâu mặt bà cụ chu nghiêm túc nói cháu biết rồi cháu đưa ra ý kiến như vậy chỉ là muốn tìm một đường ra cho nhà họ chu giữ được sản nghiệp nhà ta mà thôi nếu bà nội không đồng ý vậy thì thôi phản quốc theo địch là trọng tội chém đầu đó sau này loại đề nghị như này tuyệt đối không thể đưa ra nữa tránh để người khác tưởng chúng ta thực sự đi theo địch rước đến họa sát thân bà cụ chu nói phải đó hoàng lâm hiện giờ là thời kỳ nhạy cảm còn phải thận trọng dè dặt không thể nói lung tung những lời như thế nữa không thì chết thế nào cũng không biết đâu thúy họa mẹ chu hoàng lâm cũng lên tiếng lúc này chu hòa cũng tức giận lên tiếng nếu con còn dám nhắc thêm một câu đến chuyện phản quốc theo địch nữa thì đừng bao giờ nhận là con trai ta Chu Hòa ta không có loại con làm hán gian bán nước. Tuy Chu Hòa cũng hám lợi nhưng dù sao ông ta cũng là con thứ hai của ông cụ Chu, Chu Văn Đức, tư tưởng yêu nước vẫn phải có, tuyệt đối không cho phép con trai mình làm hán gian. Chu Hoàng Lâm thấy bà nội và bố mẹ mình đều phản đối mình theo địch như vậy, hơn nữa lời nói còn rất nghiêm khắc. Anh ta lập tức có hơi tức giận, con thực sự không hiểu, Long Quốc có gì tốt với mọi người. Có gì tốt với nhà họ Chu chúng ta, vì sao mọi người đều ngu chung với Long Quốc như vậy? Nhà họ Chu chúng ta không nương nhờ nước liệt ưng thì mãi mãi sẽ bị Lê Uy Long đẻ đầu cưới cổ thôi. Lẽ nào mọi người cam tâm bị anh ta cưới lên đầu, để nhà họ Chu chúng ta vĩnh viễn không thể ngẩng đầu ư? chương 615 Xuất Sinh Lời Chu Hoàng Lâm vừa dứt mọi người đều im lặng. Không ai ngờ được rằng anh ta có thể nói ra những lời như vậy. Xuất sinh, chúng ta sống là người của Long Quốc, lẽ nào không nên trung thành với Long Quốc ư? Một người phải hiểu được thế nào là yêu nước, chứ không phải chỉ vì quốc gia có chút nguy cơ đã quay lưng lại với đất nước mình, đi làm hán gian. Bà Cụ Chu nói, hiện giờ Long Quốc chẳng qua chỉ là bốn bề có địch mà thôi, một thành phố còn chưa mất mà cậu đã nghĩ muốn phản quốc theo địch. Cậu quả thực là nỗi nhục của nhà họ Chu. Chu Hòa tức giận nói, cho dù nhà họ Chu chúng ta vĩnh viễn bị Lê Uy Long đè đầu cưới cổ, nhưng đây cũng không phải lý do con quay lưng phản bội tổ quốc mình. Chúng ta chỉ có thù với Lê Uy Long, đó là thù oán cá nhân. Nhưng phản quốc theo địch lại chính là kẻ địch của Long Quốc, là kẻ thù của quốc gia. Chu Hòa cũng nói, Chu Hoàng Lâm không ngờ bản thân anh ta ở nhà họ Chu cũng giống như Lê Uy Long là cái đích cho mọi người chỉ trích. Anh ta chẳng qua chỉ muốn giữ gìn sản nghiệp của nhà họ Chu, cầu một con đường sống, thế mà lại bị mọi người mắng cho máu chó đầy đầu tư tưởng của mọi người đều quá bảo thủ rồi. Nếu chúng ta có thể xem xét thời thế, kịp thời đầu quân vào nước liệt ưng, vậy thì nước liệt ưng nhất định sẽ không bạc đãi nhà họ chu chúng ta. Đợi đến khi nước liệt ưng chiếm lấy Long Quốc, sau khi trở thành chủ nhân của Long Quốc, sẽ để nhà họ chu chúng ta trở thành danh môn vọng tộc. Chu Hoàng Lâm nói, thằng xúc sinh mày, bà cụ chu tức giận đánh lên người anh ta một gậy, sau đó chất vấn có phải mày đã qua lại với nước liệt ưng rồi không? Chu Hoàng Lâm trước giờ luôn là cháu trai bà cụ Chu yêu thương nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bà ta đánh bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên. Anh ta thực sự không thể hiểu nổi cả nhà họ Chu này, thậm chí ngay đến bố mẹ mình lại luôn phản đối vấn đề nương nhờ nước Liệt Ưng. "Bà nội, cháu, cháu thực sự không theo địch, cháu chỉ đang trưng cầu ý kiến của mọi người thôi." Chu Hoàng Lâm không dám thừa nhận anh ta đã theo địch. "Nếu mày không theo địch thì sao lại nói ra những lời như vậy?" sao lại biết nước liệt ưng sẽ nâng đỡ nhà họ chu chúng ta để nhà họ chu trở thành danh môn vọng tộc bà cụ chu lại chất vấn chu hoàng lâm bị hỏi á khẩu không trả lời được không thể chống đỡ nữa nếu mày đã theo địch thì nhanh chóng dừng cương trước vực quay đầu là bờ đi nếu không ai cũng không thể cứu nổi mày kẻ địch không thể tin được kẻ địch chỉ muốn lợi dụng mày đợi đến khi chúng lợi dụng mày xong cảm thấy mày không còn giá trị lợi dụng nữa thì sẽ giết chết mày mày bất chung với quốc gia mình còn nghĩ là kẻ địch sẽ nâng đỡ mày ư mày còn quá trẻ quá ngây thơ rồi bà cụ chu nói nhanh thu dọn hành lý cùng chúng ta ra thành phố bắc giang tránh nạn đừng rước lấy tai họa sát thân cho nhà họ chu chu hòa cũng nói được tuy trong lòng chu hoàng lâm có một vạn điều không muốn nhưng không được sự ủng hộ của người trong nhà anh ta cũng không dám làm loạn chỉ đành đồng ý trước sau đó lại nghĩ cách khác lúc này ở nhà họ phan trên dưới nhà họ Phan đã biết được tin tức phái rời khỏi thành phố Quốc Hòa cũng vô cùng không cam lòng, ai nấy đều than thở. Ông cụ Phan nói, nhà họ Phan chúng ta gia nghiệp lớn lại vì một cuộc chiến tranh mà bị bắt phải từ bỏ sản nghiệp, rời khỏi thành phố Quốc Hòa, thật là không nỡ mà. Đúng vậy, thật sự không biết Tưởng Sĩ Long quốc rốt cuộc ăn gì nữa, ngay cả một thành phố nho nhỏ như thành phố Quốc Hòa đây mà cũng không bảo vệ được. Phan Hưng Hải nói. Cái này còn không phải là do năng lực của tên bất tài Lê Uy Long kia à?" Huỳnh Thanh Mai nói. Phan Thiên lên tiếng, "Thật không biết tên phế vật Lê Uy Long rốt cuộc vì sao lại được trao tặng tướng năm sao nữa. Hơn nữa còn là tổng đốc mặt trận phía Nam, tướng soái bất tài như vậy có thể đánh thắng trận gì chứ? Chắc chắn là Lê Uy Long thấy quân địch quá mạnh bị dọa cho sợ hãi, vậy nên mới từ bỏ bảo vệ thành phố Quốc Hòa. Bởi vì hắn vô năng nên mới hại nhà họ Phan chúng ta thê thảm như vậy." sản nghiệp nhà họ Phan sắp bị hủy hoại trong chốc lát rồi, sao có thể như thế được? Ông cụ Phan nói, ông nội, nếu ngài muốn giữ sản nghiệp của nhà họ Phan, không nỡ rời khỏi thành phố Quốc Hòa thì cháu có một cách. Phan Thiên thấy thời cơ đã đến định đưa ra cách nương nhờ kẻ địch. Hả, cháu có thể có cách gì? Ông cụ Phan không ngờ cháu trai mình thế mà lại có cách, lập tức tỉnh táo tinh thần. chương 616 đó là Phản Quốc. Hiện giờ Long Quốc bốn bề có địch, không bao lâu nữa sẽ diệt quốc, chúng ta cũng theo đó mà lưu lạc đầu đường xó chợ, làm nô lệ mất nước. Vậy không bằng sớm nương nhờ nước liệt ưng, bảo vệ tính mạng và sản nghiệp của nhà họ Phan. Phan Thiên nói, lời này của hắn ta vừa nói xong, cả nhà họ Phan đều chấn kinh. Người nhà họ Phan không ngờ được Phan Thiên lại đưa ra biện pháp nương nhờ kẻ địch. Phản quốc theo địch đó chính là tội nhân của Long Quốc, làm không tốt sẽ bị mất đầu đấy không cẩn thận một cái cả nhà họ phan đều bị diệt môn ông cụ phan hoảng sợ nói ông nội long quốc đều sắp bị mất rồi không còn tồn tại nữa ai đến chém đầu chúng ta diệt nhà chúng ta được phan thiên nói làm sao có thể chắc chắn long quốc nhất định sẽ bị diệt ông cụ phan hỏi phòng tuyến thứ nhất ở phía bắc đã bị thất thủ đại quân của nước sư quốc đang tấn công quy mô lớn vào phòng tuyến thứ hai ở đó theo tình thế này phía bắc không chống đỡ được bao lâu sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Ở phía đông, tàu chiến liên hợp của hai nước cử hùng và khâu dẫn quốc thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc. Hiện giờ phía đông đã sắp không chống đỡ được, ít ngày nữa cũng sẽ rơi vào tay giặc. Phía nam, chiến thần năm sao hư danh Lê Uy Long này càng bị quân địch dọa cho khiếp sợ, không chiến mà lui, trực tiếp từ bỏ bảo vệ thành phố quốc hòa. Phía nam không cần cháu nói nhiều thì mọi người cũng biết sắp sửa rơi vào tay giặc rồi. Còn phía Tây, tuy tạm thời đánh lui được kẻ địch xâm chiếm nhưng quân địch chắc chắn sẽ còn dò ngó để quay trở lại. Phía Tây sớm muộn gì cũng không giữ được, cho dù có thể giữ được nhất thời, đợi đến khi phía Bắc, Đông, Nam toàn bộ rơi vào tay giặc thì phía Tây bốn bể có địch cũng không giữ nổi. Bởi thế, Long Quốc chắc chắn sẽ mất không thể nghi ngờ. Trước sau gì nước cử hùng, sư quốc, lang quốc, khâu dẫn quốc cũng chiếm được Long Quốc, chúng ta cần phải biết xem xét thời thế, nhân lúc chưa muộn nương nhờ vào nước liệt ưng có được sự bảo vệ của họ như vậy mới có thể bảo vệ được tính mạng và sản nghiệp của toàn bộ nhà họ phan phan thiên nói một mạch quan hệ lợi hại trong đó trên dưới nhà họ phan nghe thấy hắn ta nói như vậy đều lâm vào trầm mặc bởi vì bọn họ cũng cảm thấy lời hắn ta nói có đạo lý về hành động nương nhờ nước liệt ưng mọi người nghĩ thế nào ông cụ phan hỏi bố con đồng ý với ý kiến của phan thiên chúng ta chỉ là thương nhân, mặc kệ ai là chủ của Long Quốc đều không có quan hệ quá lớn với nhà họ Phan chúng ta. Điều chúng ta cần là bảo vệ được tính mạng của tất cả người trong nhà và sản nghiệp nhà họ Phan. Hay là chúng ta nhân cơ hội này nương nhờ nước liệt ưng đi? Phan Hưng Hải nói, bố, con cũng đồng ý nương nhờ nước liệt ưng. Long Quốc có tên tướng năm sao bất tài như Lê Uy Long, diệt phong chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chúng ta không nên cùng chết với Long Quốc, mà phải kịp thời tìm đường ra cho mình. Huỳnh Thanh Mai cũng nói theo. Phản quốc theo địch chuyện này không phải là nhỏ, mấy đứa phải nghĩ cho rõ ràng. Ông cụ Phan vẫn còn hơi đắn đo. Huỳnh Thanh Mai lại nói, bố, Lệ Uy Long là kẻ thù của nhà họ Phan chúng ta, nếu chúng ta không theo địch, nhà họ Phan chúng ta sẽ bị hắn ta đẻ đầu cưới cổ, vĩnh viễn không có ngày ngẩng cao đầu. Phan Thiên không những bị Lệ Uy Long hủy dung, mà còn bị hắn phế, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Phan. Chỉ cần nương nhờ nước liệt ưng, Đợi đến lúc Lê Uy Long bị bắt, chúng ta liền có cơ hội báo mối thù này. Ông chủ, mong ông quyết định thật nhanh, dẫn nhà họ Phan nương nhờ nước Liệt Ưng đi. Ông chủ, chỉ có theo địch mới có thể giữ được cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Phan, để nhà họ Phan sừng sững không ngã, vĩnh viễn tồn tại. Ông chủ, chúng ta nương nhờ nước Liệt Ưng sẽ có cơ hội báo thù cho cậu Phan. Trên dưới nhà họ Phan đều đồng loạt tán thành đi theo địch. Được. Vậy nhà họ Phan chúng ta liền nhân cơ hội này đi theo nước Liệt Ưng. Cuối cùng ông cụ Phan vỗ bàn quyết định. Chương 617 họ Phan theo Liệt Ưng. Phan Thiên nghe thấy ông cụ Phan đồng ý đi theo nước Liệt Ưng lập tức vui mừng khôn xiết. Ông chủ Anh Minh, dưới sự dẫn dắt của ông chủ, nhà họ Phan nhất định có thể lên như diều gặp gió, nâng cao một bước. Ông chủ biết nhìn thời thế, đưa ra quyết định Anh Minh như vậy, nhà họ Phan chúng ta có chỗ dựa vững chắc là nước Liệt Ưng chắc chắn sẽ thăng quan tiến trước vùn vụt, một bước lên trời. Người nhà họ Phan đều khen ngợi quyết định của ông cụ Phan. Ông cụ Phan hơi mỉm cười, sau đó hỏi Phan Thiên, Phan Thiên, nhiều nước địch như vậy, sao cháu lại đề nghị chúng ta chọn nước liệt ưng? Bởi vì nước liệt ưng và cử hùng, sư quốc đều lớn mạnh như nhau, chúng ta tùy tiện chọn một nước trong đó đều có thể đảm bảo được vinh hoa phú quý cho nhà họ Phan chúng ta. Phan Thiên nói. Thế nhưng sao chúng ta có thể liên hệ được với nước Liệt Ưng, tỏ rõ chúng ta muốn đầu quân cho họ?" Ông cụ Phan lại hỏi. "Ông nội, cái này ông không cần lo lắng, cháu đã liên hệ với anh Cao Hùng, đặc phái viên của nước Liệt Ưng rồi." Phan Thiên nói. "Cái gì? Thế mà cháu đã có liên hệ với đặc phái viên của nước Liệt Ưng rồi ư?" Ông cụ Phan kinh ngạc hỏi. "Phải, anh Cao Hùng đã sớm hứa hẹn với cháu, chỉ cần nhà họ Phan chúng ta đồng ý đi theo nước Liệt Ưng." Nước Liệt Ưng nhất định sẽ nâng đỡ nhà họ Phan chúng ta, để nhà họ Phan trở thành danh môn vọng tộc chân chính." Phan Thiên nói. Ông cụ Phan khen ngợi, "Tốt lắm, không ngờ Phan Thiên thế mà lại có thể lo trước tính sau, sớm đã tìm được đường ra tốt cho nhà họ Phan." "Cháu là con cháu của nhà họ Phan, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Phan rồi." Phan Thiên được ông nội khen, trong lòng rất vui sướng. "Nếu chúng ta đã đi theo nước Liệt Ưng, có phải không cần rời khỏi thành phố quốc hòa nữa không ông cụ phan lại hỏi cái này là đương nhiên rồi chỉ cần đi theo nước liệt ưng thì chính là người của nước liệt ưng chúng ta cứ ở thành phố quốc hòa đón tiếp nước liệt ưng vào thành là được tốt cháu nhanh chóng đi liên hệ với cậu cao hùng biểu thị thái độ của nhà họ phan chúng ta và cả lòng trung thành của nhà họ phan với nước liệt ưng nữa ông cụ phan nói phan thiên vô cùng vui mừng nói vâng cháu lập tức đi làm ngay lúc này ở nhà họ Trần. Trên dưới nhà họ Trần nhận được tin phải rút lui khỏi thành phố Quốc Hòa cũng vô cùng không nỡ. Bởi vì sản nghiệp của nhà họ Trần đều ở đây, rời đi có nghĩa là từ bỏ sản nghiệp của nhà họ Trần. Trần An Khang tùy cơ hành sự, đưa ra đề nghị đầu quân vào nước Liệt Ưng. Trên dưới nhà họ Trần cũng giống như nhà họ Phan, sau khi suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định đi theo nước Liệt Ưng. Chỉ có Chu Lệ Ngọc vừa gả vào nhà họ Trần chưa lâu có chút băn khoăn đưa ra ý kiến khác, phản quốc theo địch là tội lớn tay trời, cháu cảm thấy làm như vậy không thể được. Nếu làm không tốt cả nhà họ Trần đều sẽ gặp tai họa ngập đầu, mọi người nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Cô chỉ là cháu dâu mới vào cửa không lâu, chuyện lớn nhà họ Trần chúng tôi bao giờ đến lượt cô nói xen vào. Ông cụ Trần rất không vừa lòng nói. Lệ Ngọc, em là đàn bà con gái, tóc dài kiến thức ít, em không hiểu thì đừng nói lung tung. Trần An Khang cũng trách mắng tuy em là đàn bà con gái, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của việc phản quốc theo địch. Nếu ở thời cổ đại, vậy thì sẽ bị tịch thu tài sản chém đầu cả nhà. Mọi người đừng đùa với lửa kèo có ngày chết cháy, tự nhân lấy tai họa. Chu Lệ Ngọc cố gắng tranh luận. Láo tét, một cô gái vừa mới gả vào nhà họ Trần tôi thì hiểu được cái gì. Đi theo Long Quốc chỉ khiến nhà họ Trần lang thang khắp nơi, thậm chí nhà tan cửa nát. Chỉ có đi theo nước liệt ưng hưng thịnh như mặt trời ban ngày thì mới có thể khiến nhà họ Trần lên như diều gặp gió. Ông cụ Trần tức giận trách mắng: "Chương 618 không đến lượt em. Hiện giờ Long Quốc chỉ là bốn bề có địch, một thành phố cũng chưa mất, các người lại gấp gáp muốn đi theo địch. Nếu như Long Quốc có thể ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế, đánh lui kẻ địch đến xâm phạm thì nhà họ Trần sẽ trở thành hán gian bán nước. Đến lúc đó chẳng phải là sẽ bị Long Quốc tịch thu tài sản chém đầu cả nhà ư?" chu lệ ngọc nói nực cười hôm nay có phải não cô bị úm nước không long quốc lấy cái gì để ngăn cơn sóng dữ xoay chuyển tình thế lẽ nào dựa vào tên bất tài vô dụng lê uy long kia ư sự thất bại của long quốc đã định sẵn rồi không thể xoay chuyển trời đất mất nước chỉ là chuyện sớm muộn thôi ông cụ trần nói lệ ngọc em không nói thì không ai nghĩ em câm cả em im miệng cho anh đây là chuyện lớn của nhà họ trần anh chưa đến lượt em nhiều lời trần an khang thấy chu lệ ngọc lại phản đối việc đi theo nước liệt ưng như vậy liền tức giận vô cùng trần an khang anh có ý gì hả em đã gả vào nhà họ trần các anh lẽ nào không phải người nhà họ trần ư chu lệ ngọc tức giận hỏi em là người nhà họ trần thì đừng có không biết lơn nhỏ cứ nghe theo lời ông nội anh đi trần an khang nói các người cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy không nghe lời khuyên bảo sớm muộn sẽ khiến nhà họ trần rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục thôi chu lệ ngọc nói được rồi đừng nói nhiều nữa ý tôi đã quyết đi theo nước liệt ưng nếu cô không muốn theo nhà họ trần chúng tôi đi theo nước liệt ưng thì có thể cút về nhà họ chu của cô ông cụ trần nói cút thì cút hiện giờ tôi sẽ đi ngay chu lệ ngọc nói xong liền thở phì phì rời đi cô ta vừa đi huỳnh thanh mai lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng bà ta không khỏi lên tiếng để chu lệ ngọc này trở về nhà họ chu cô ta sẽ không nói ra chuyện chúng ta muốn đi theo nước liệt ưng chứ mọi người nghe thấy bà ta nói như vậy liền lập tức bừng tỉnh phải đó hiện giờ nước liệt ưng còn chưa chiếm được thành phố quốc hòa quốc hòa vẫn là địa bàn của long quốc nếu để chu lệ ngọc này mật báo thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu phan hưng hải nói mọi người nghe vậy đều vô cùng lo lắng bởi vì ai cũng biết tính nghiêm trọng của việc phản quốc theo địch nếu để lộ ra tiếng gió gì thì nhất định sẽ rước lấy tai họa nhanh chóng đi bắt chu lệ ngọc kia về ông cụ trần cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng lập tức hạ lệnh vâng trần an khang lập tức dẫn người hầu của nhà họ trần đuổi theo chu lệ ngọc vừa ra khỏi sân lớn nhà họ trần thì trần an khang đã dẫn người đuổi đến trần an khang anh lại đuổi theo làm gì chu lệ ngọc thấy hắn ta đuổi theo bèn hỏi lệ ngọc em không thể về nhà họ chu được trần an khang nói vì sao tôi không thể trở lại nhà họ chu không phải các người bảo tôi cút về à chu lệ ngọc tức hồng hộc nói hiện giờ mọi người đã thay đổi ý kiến rồi không muốn để em về nhà họ chu nữa trần an khang nói lúc thì các người bảo tôi cút về nhà họ chu lúc lại nói không để tôi về rốt cuộc các người muốn thế nào chu lệ ngọc hỏi trần an khang đáp bọn anh sợ em sẽ mật báo vậy nên không thể để em về được tôi mới không muốn quản chuyện của các người tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình tôi phải về nhà mẹ đẻ chu lệ ngọc nói trần an khang không đồng ý không được để ngừa vạn nhất em phải về nhà họ trần với bọn anh về nhà họ trần nhà họ trần các người muốn phản quốc theo địch tôi không muốn chịu họa sát thân với các người đâu chu lệ ngọc nói trần an khang thẹn quá hóa giận em về cũng phải về không về cũng phải về tôi sẽ không về anh làm gì được tôi Chu Lệ Ngọc tôi tuy là đàn bà con gái nhưng cũng biết hành vi phản quốc theo địch là hán gian, tôi không muốn thông đồng với các người làm hán gian đâu." Chu Lệ Ngọc nói. Trần An Khang cũng không muốn phí lời với cô ta nữa, anh ta trực tiếp nói với người hầu, bắt cô ấy về. Người hầu nghe thấy lệnh của anh ta lập tức đáp lời đi lên bắt lấy Chu Lệ Ngọc. Chu Lệ Ngọc lập tức hoảng sợ, mắng to, đám cẩu nô tài các người rốt cuộc muốn làm gì hả? Mau thả bà đây ra! thế nhưng đám người hầu này là nghe theo lệnh trần an khang đến bắt cô ta đương nhiên họ sẽ không sợ cô ta bắt cô ấy về trần an khang nói đám người hầu lập tức áp tải chu lệ ngọc về chu lệ ngọc cực kỳ sợ hãi cảm thấy tình huống không ổn vừa bị ép đi vừa nói trần an khang rốt cuộc anh muốn làm gì mau thả tôi ra tôi muốn về nhà mẹ đẻ trần an khang không để ý đến cô ta nữa tuy chu lệ ngọc là vợ anh ta nhưng anh ta cũng sẽ không nương tay bởi vì hiện giờ cả nhà họ Trần đều đồng lòng nhất trí muốn đi theo nước liệt ưng, tuyệt đối không thể vì mỗi mình Chu Lệ Ngọc mà hỏng chuyện lớn được. Ngộ nhớ để cô ta lộ ra tiếng gió gì thì hậu quả không thể tưởng được. Một lát sau, Chu Lệ Ngọc đã bị giải về nhà họ Trần. Các người mau thả tôi ra, tôi muốn về nhà mẹ đẻ. Chu Lệ Ngọc giận dữ hét lên. Ông nội, người phụ nữ này phải làm thế nào đây? Trần An Khang hỏi ông cụ Trần. Nhốt cô ta lại, cho người canh giữ, tuyệt đối không thể để cô ta chạy thoát. Ông cụ Trần nói. Vâng, Trần An Khang lập tức nói với người hầu, nhốt cô ấy vào trong phòng, khóa cửa ngoài vào, đừng để cô ấy chạy. Vâng, đám người hầu lập tức giải Chu Lệ Ngọc đi, sau đó nhốt cô ta vào một phòng trống, khóa trái cửa ngoài lại. Chu Lệ Ngọc vô cùng tuyệt vọng, không ngờ bản thân chỉ phản đối theo địch thế mà lại bị nhà họ Trần giam lại. chương 619 đầu quân cho liệt ưng thả tôi ra, mau thả tôi ra, Chu Lệ Ngọc ở trong phòng không ngừng gọi to. Người hầu canh giữ bên ngoài cửa phòng nhắm mắt làm ngơ với tiếng hét của cô ta. Ngoài phòng khách, An Khang, chúng ta muốn đầu quân cho nước liệt ưng, nhưng phải liên hệ với ai đây? Ông cụ Trần hỏi, ông nội, cái này cháu đã chuẩn bị xong rồi, cháu đã tiếp xúc với anh Cao Hùng, đặc phái viên của nước liệt ưng. Trần An Khang nói, thì ra cháu đã sớm đi theo địch rồi à? Ông cụ Trần nói, trần an khang đành nói ông nội cháu chỉ phòng ngừa chu đáo thôi tìm trước một đường lui cho nhà họ trần ông cụ trần hỏi cháu làm tốt lắm thế cậu cao hùng nói thế nào cậu ấy bằng lòng tiếp nhận chúng ta quy hàng không đương nhiên bằng lòng rồi anh ấy không những bằng lòng tiếp nhận nhà họ trần chúng ta mà còn đồng ý giúp đỡ nhà họ trần để nhà họ trần trở thành thế gia hàng đầu thành danh gia vọng tộc chân chính nữa trần an khang nói tốt vậy cháu nhanh chóng liên lạc lại với cậu cao hùng tỏ rõ nhà họ trần chúng ta muốn đầu quân đi ông cụ trần nói vâng cháu sẽ đi làm ngay trần an khang đáp trên đường thành phố quốc hòa hiện giờ đã loạn thành một đống nơi nơi đều là đoàn người mang theo hành lý dẫn theo người già trẻ nhỏ lái xe rời đi long quốc đã phái hai chiếc xe to di rời người dân tàu chiến của địch càng ép càng gần ở thành phố quốc hòa cũng có thể nghe thấy tiếng súng nổ tướng sĩ ngoài tiền tuyến chiến đấu anh dũng, tắm máu trên biển. Mà thành phố Quốc Hòa đã xuất hiện cảnh tượng rối loạn. Ngô Tường Ninh có xe, cô ấy tự lái xe dẫn Lâm Khánh Hoa và người nhà cô ấy rời khỏi thành phố Quốc Hòa. Triệu Đình tuy lại cùng em gái Triệu Khánh Ngọc chen lên xe lửa rời khỏi Quốc Hòa. Tô Thanh Mỹ là y tá, chủ động xin ở lại trong bệnh viện thành phố Quốc Hòa. Bởi vì chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thương đến bệnh viện, cần có y tá chăm sóc. Ánh Hạ thân là giám đốc cục công an thành phố, đương nhiên cũng sẽ không rời khỏi Quốc Hòa. Cả cục công an đều không có ai rời đi. An ninh của thành phố Quốc Hòa cần bọn họ bảo vệ. Nếu kẻ địch tiến vào Quốc Hòa thì bọn họ cũng phải lên chiến trường. Tất cả trường học ở thành phố Quốc Hòa đều đã cho học sinh nghỉ, để học sinh về nhà cùng người nhà rút khỏi đây. Lê Dung là cô giáo của hộ soái bảo vệ quốc gia Lê Uy Long, Trần Kiệt đã cho xe đến đón cô ấy và người nhà của cô ấy rời đi. Lạc Bảo Thông cũng đến tiễn cô ấy đi. Trong khoảng thời gian này, tình cảm của anh ấy và Lê Dung đã phát triển nhanh chóng, vô cùng thắm thiết. Trước khi chia tay, Lạc Bảo Thông dặn dò, "Dung Dung, sau khi đến thành phố Bắc Giang em nhớ phải chăm sóc bản thân và bác trai bác gái thật tốt nhé." "Bảo Thông, anh không đi cùng bọn em ư?" Lê Dung hỏi. "Anh là quân y, tướng sĩ thành phố quốc hòa cần anh, anh không thể rời đi được." Lạc Bảo Thông nói. Lê Dung rất không nỡ nhưng cũng hiểu cho anh, anh là quân y, tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy được. Anh có chức trách của anh, cô cũng không hy vọng người yêu mình là kẻ đào ngũ. Anh nhất định phải bảo trọng, đợi sau khi đánh lui kẻ địch, chiến tranh kết thúc, em sẽ gả cho anh. Lê Dung đỏ mặt nói. Lạc Bảo Thông lập tức ngây ngẩn, vui mừng nói, Dung Dung, em nói thật ư. Đương nhiên là thật rồi, đã bao giờ em lừa anh chưa? Lê Dung nói, thật quá tốt, lạc bảo thông vô cùng kích động việc quan trọng là anh nhất định phải sống đó lê dung nói ừm um, anh sẽ sống thật tốt để cưới em lạc bảo thông đáp vâng vậy một lời đã định nếu anh hy sinh cả đời này em sẽ không lấy ai nữa đời này em chỉ yêu mình anh lê dung thâm tình nói lạc bảo thông cam đoan anh đảm bảo sẽ còn sống sẽ không để em phải ở quá đâu mà lúc này lê dung đột nhiên làm ra một hành động rất to gan Cô bóng kiếng chân lên, hôn anh ấy trước mặt mọi người. Lạc bảo thông lập tức như bị điện giật, cả người đều sửng sốt. Lê Dung có thể làm hành động như vậy là vì cô biết lần chia ly này là sinh ly tử biệt, có thể sẽ là vĩnh biệt. Tuy cô không phải quân nhân, nhưng cũng biết chiến tranh tàn khốc thế nào, không phải muốn sống là có thể sống được. Vậy nên, cô không để ý mọi người còn đang ở đây, hôn người yêu của mình lạc bảo thông trước mặt họ, khi Lạc Bảo Thông phản ứng lại thì Lê Dung đã rời khỏi môi anh. Dung Dung, em, Lạc Bảo Thông kích động nói năng lộn xộn. Em gì mà em, rốt cuộc anh muốn nói gì hả? Lê Dung thấy mọi người đều nhìn mình, xấu hổ muốn chui xuống đất. Em có thể hôn anh lần nữa không? Lạc Bảo Thông can đảm hỏi. Không thể, đợi anh còn sống trở về, em lại cho anh hôn. Lê Dung mặt đỏ tai hồng nói với anh ấy. Lúc này, một hộ vệ phụ trách đến đón cô ấy rời đi lên tiếng, thần y lưu, cô giáo lê, hiện giờ quân địch sắp tới gần, thời gian gấp rút, hai người đừng anh anh em em nữa, mau đi thôi. Lạc Bảo Thông và Lê Dung nghe thấy hộ vệ này nói như vậy đều vô cùng xấu hổ. Dung Dung, em mau lên xe đi, tuy trong lòng Lạc Bảo Thông rất không nỡ nhưng anh cũng không muốn chậm trễ nữa. Vâng, anh nhất định phải bảo trọng đó, Lê Dung dặn, anh sẽ bảo trọng, em cũng phải bảo trọng đấy. Lạc Bảo Thông nói. Lê Dung xoay người lên xe. Trong nháy mắt khi quay người đi, nước mắt cô ấy rơi như mưa không thể kìm nén được. Sau khi lên xe, cô ấy đấm lệ vẫy tay với Lạc Bảo Thông, lưu luyến không rời nói, Bảo Thông, sau này sẽ gặp lại. Sau này gặp lại, Lạc Bảo Thông cũng lưu luyến không rời vẫy tay với cô ấy. Tiểu Lưu, cháu nhất định phải bảo trọng, còn sống trở về làm con rể hiền của bác. Hồng Liên ở trên xe cũng hét to với anh ấy. Lạc Bảo Thông đáp, bác gái yên tâm đi, cháu nhất định sẽ làm con rể bác. Sau đó hộ vệ liền lái xe rời đi. Lạc Bảo Thông đứng tại chỗ nhìn theo Lê Dung và bố mẹ cô ấy rời đi. Đây chính là chiến tranh, lúc nào cũng diễn ra cảnh tượng sinh ly tử biệt. Chương 620 bố trí. Mãi cho đến khi chiếc xe jeep chở Lê Dung biến mất trong tầm mắt, Lạc Bảo Thông mới lái xe rời đi. Lúc này, Thiên Thành đang bố trí phòng tuyến ở bờ biển, chuẩn bị chiến đấu. Anh ấy là tướng ba sao, thống lĩnh 30.000 binh mã điều động từ khu vực chiến đấu trong đất liền. Các tướng sĩ, quân địch sắp đến gần thành phố Quốc Hòa, thời điểm giết địch đền đáp tổ quốc sắp đến rồi, chúng ta tuyệt đối không thể để quân địch bước vào thành phố Quốc Hòa một bước. Thiên Thành bắt đầu cổ vũ tinh thần tướng sĩ trước khi chiến đấu, nói với tất cả tướng sĩ. Tất cả tướng sĩ đồng thanh hô to, tiếng hô vang tận chân trời, giết địch báo quốc, quyết chiến đến cùng. Tàu chiến của kẻ địch càng tiến đến gần, Tàu chiến bên bờ không ngừng phóng tên lửa ra ném về phía tàu địch. Vì tàu địch quá nhiều, hơn nữa hệ thống phòng ngự rất mạnh, rất nhiều tên lửa bị cản rơi xuống. Tàu chiến phía Nam Long quốc ở trên biển quyết chiến đến cùng với quân địch, tàu chiến của quân địch tiến lên cũng vô cùng khó khăn. Trên không trung vùng biển có vô số máy bay chiến đấu đang liều chết chiến đấu, hai bên không ngừng có máy bay chiến đấu bị bắn trúng rơi vỡ. Trên không trung thành phố quốc hòa Máy bay chiến đấu ở khu vực chiến đấu phía nam không ngừng lao ra tiền tuyến giết địch, cũng không ngừng có máy bay về sân bay chiến đấu lấy dầu. Máy bay chiến đấu bay tới bay lui trên không trung giống như châu chấu ùn ùn kéo đến. Người dân trong thành phố Quốc Hòa ngày càng hoảng sợ, chen chúc lên xe. Lúc này ở nhà họ Chu, người nhà họ Chu đã thu dọn hành lý xong, đang xếp hành lý, các loại đồ cổ lên xe. Mà Chu Hoàng Lâm lại tràn đầy tâm sự, buồn bực không vui bởi vì anh ta một lòng muốn đầu quân vào nước liệt ưng nhưng người nhà lại nhất quyết phản đối trong lòng anh ta đã quyết định cho dù người nhà không theo nước liệt ưng thì anh ta cũng muốn đi theo anh ta cảm thấy chỉ có theo nước liệt ưng mới là đường thoát duy nhất thế nhưng hiện giờ cả nhà họ chu đều phản đối muốn dọn nhà rời khỏi thành phố quốc hòa hơn nữa còn muốn dẫn anh ta đi theo anh ta không muốn đi nhưng lại không tìm được lý do hợp lý để không phải đi vậy nên anh ta vẫn đang suy nghĩ kế thoát thân cũng không biết lệ ngọc bên kia rốt cuộc thế nào rồi không biết nó có rời thành phố quốc hòa cùng nhà họ trần không nữa thúy họa lo lắng cho tình hình của con gái lên tiếng nếu bà lo lắng cho con gái thì gọi điện hỏi thăm là biết ngay chu hòa nói được tôi lập tức gọi điện hỏi xem thúy họa nói xong liền lấy di động ra gọi cho chu lệ ngọc thế nhưng chu lệ ngọc đã bị nhốt lại để đề phòng cô ta gọi điện mật báo nhà họ trần đương nhiên cũng tịch thu di động của cô ta di động của chu lệ ngọc hiện giờ nằm trong tay trần an khang trần an khang thấy mẹ vợ gọi đến bèn bình tĩnh nghe máy mẹ vợ ạ à, mẹ gọi đến có việc gì không mẹ tìm lệ ngọc con bé đâu để nó nghe điện thoại đi thúy họa nói mẹ vợ à lệ ngọc đang thu dọn đồ đạc đang bận lắm con là con rể mẹ có gì mẹ cứ nói với con là được con sẽ chuyển lời cho cô ấy trần an khang nói thúy hòa cũng không có nghi ngờ gì với lời nói của trần an khang nói thực ra cũng không có chuyện gì đâu mẹ muốn hỏi xem lệ ngọc quyết định cùng nhà họ trần con rời thành phố quốc hòa hả thành phố quốc hòa sắp loạn lạc rồi nhà họ trần bọn con đương nhiên phải rời đi chứ trần an khang nói vậy thì tốt vậy mẹ liền yên tâm rồi thúy hòa nói mẹ vợ nhà họ chu các người cũng muốn từ bỏ sản nghiệp rời khỏi thành phố quốc hòa ư trần an khang không biết chu hoàng lâm có thể thành công thuyết phục được nhà họ chu đầu quân cho nước liệt ưng không nên bèn thăm dò đương nhiên phải rời đi rồi không đi lẽ nào ở lại thành phố quốc hòa chờ chết à thúy họa liền nói trần an khang nghe thấy lời này của bà ta liền biết nhà họ chu không đồng ý đi theo nước liệt ưng vâng vậy mọi người nhanh chóng đi đi chúng con cũng phải thu dọn đồ rời đi trần an khang nói được con nhất định phải chăm sóc tốt cho lệ ngọc đó chúng ta đến thành phố bắc giang lại gặp thúy họa dặn dò mẹ vợ yên tâm đi con chắc chắn sẽ chăm sóc cho lệ ngọc thật tốt trần an khang đáp ừm um, vậy cứ như thế nhé chúng ta chuẩn bị đi đây tạm biệt thúy họa nói tạm biệt mẹ vợ sau khi cúp máy thúy họa nói với chu hòa lệ ngọc và nhà họ trần cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thành phố quốc hòa vậy thì tốt chúng ta mau đi thôi chu hòa nói bố mẹ con muốn đi đến nhà họ Trần một lát giúp chị dọn đồ. Sau đó con sẽ rời khỏi thành phố Quốc Hòa với chị. Chu Hoàng Lâm vẫn luôn tìm lý do rời đi, lúc này cuối cùng cũng tìm được một lý do có vẻ khá hợp lý. Chị con bên kia cũng chuẩn bị đi rồi, con còn qua đó làm gì? Mau đi cùng bố mẹ đi, đừng gây thêm phiền phức nữa." Chu Hòa nói. Dù sao nhà họ Chu chúng ta cũng không cách nhà họ Trần xa lắm, con lo đồ của chị nhiều quá, thu dọn mất nhiều thời gian chậm trễ lên đường. Hiện giờ có thể nghe thấy tiếng súng rồi, quân địch sắp sửa đánh đến thành phố Quốc Hòa, phải để chị nhanh chóng rời khỏi thành phố Quốc Hòa thôi. Chu Hoàng Lâm cố gắng nói. Vậy con mau đi đi, dục chị con nhanh chút, có thứ gì không quan trọng, nên bỏ thì bỏ đi, giữ mạng quan trọng hơn. Thúy Họa vừa rồi không thể nói chuyện với Chu Lệ Ngọc vẫn còn hơi lo lắng, nghe thấy Chu Hoàng Lâm nói muốn đến nhà họ Trần giúp cô ta thu dọn đồ đạc liền đồng ý. Vâng, mẹ, không chậm chế nữa, hiện giờ con liền qua đó, sau đó rời thành phố quốc hòa với chị. Sau khi đến Bắc Giang sẽ sum họp với mọi người, Chu Hoàng Lâm nói. Được, con mau đi đi, tranh thủ thời gian, Thúy Họa nói. Thế là Chu Hoàng Lâm liền lái xe đi đến nhà họ Trần. chương 621 nhà họ Chu rời khỏi quốc hòa. Sau khi Chu Hoàng Lâm lái xe đi, người nhà họ Chu cũng lần lượt lái xe rời khỏi thành phố quốc hòa. Tuy người nhà họ Chu hơi hám lợi, nhưng dù sao cũng từng trải qua thời huy hoàng, tư tưởng gia tộc Tổ Tông để lại vẫn còn. Đối mặt với chuyện phản quốc theo địch đúng sai rõ ràng này, bọn họ kiên trì phản đối phản quốc theo địch. Khi Chu Hoàng Lâm lái xe đến nhà họ Trần, nhìn thấy người nhà họ Trần căn bản không phải đang thu dọn đồ đạc. Anh rể, sao mọi người còn chưa bắt đầu dọn đồ? Chu Hoàng Lâm hỏi Trần An Khang. Hoàng Lâm, anh Cao Hùng không phải bảo chúng ta đi theo nước liệt ưng à? nhà họ trần bọn anh sao lại phải rời khỏi thành phố quốc hòa trần an khang biết chu hoàng lâm muốn đi theo nước liệt ưng vậy nên mới dám đi thẳng vào vấn đề hỏi anh ta hai cả nhà họ chu của em ngoài em ra không có ai đồng ý đi theo nước liệt ưng cả chu hoàng lâm nói nhà họ chu bọn em sao lại cố chấp như thế chứ trần an khang hỏi hai em cũng không thể hiểu được bọn họ em hết lời khuyên nhủ bọn họ lại còn mắng em một trận em cũng bó tay nhà họ trần các anh đều đồng ý đầu quân vào nước liệt ưng à chu hoàng lâm hỏi đương nhiên rồi nhà họ trần bọn anh không mù quáng như nhà họ chu em đâu cả nhà họ trần anh đều nhất trí đồng ý đi theo nước liệt ưng trần an khang nói vậy chị em thì sao chu hoàng lâm quét mắt nhìn một vòng lại không nhìn thấy chu lệ ngọc đâu bèn lên tiếng hỏi chị em cô ấy trần an khang không biết nên trả lời vấn đề của chu hoàng lâm như nào dù sao thì chu hoàng lâm cũng là em trai chu lệ ngọc là em vợ của mình nếu để anh ta biết mình nhốt chị gái anh ta lại thì sẽ có cảm giác thế nào nhưng ngay lúc này trong phòng lại truyền ra tiếng gọi của chu lệ ngọc mau thả tôi ra cứu mạng với chu hoàng lâm nghe thấy tiếng la của cô ta ngay lập tức sửng sốt hỏi chị em sao lại hô cứu mạng lẽ nào các anh nhốt chị ấy lại trần an khang thấy chuyện đã đến nước này Đành phải nói, chị em có hơi ngu muội không chấp nhận chuyện nương nhờ vào nước Liệt Ưng, không nghĩ thông, bọn anh đành phải nhốt cô ấy để cô ấy tỉnh táo lại. Chị em thế mà cũng phản đối đi theo nước Liệt Ưng. Chu Hoàng Lâm có hơi kinh ngạc hỏi. Phải, thật sự không biết đám người nhà họ Chu bọn em rốt cuộc nghĩ thế nào nữa. Mắt thấy Long Quốc sắp diệt quốc, nước Liệt Ưng sắp sửa trở thành chủ nhân của mảnh đất này, nhưng nhà họ Chu bọn em lại vẫn không hiểu được. Trần An Khang nói, anh rể anh không thể vơ đúa cả nắm được. Em cũng muốn đi theo nước liệt ưng nhưng khổ nỗi người trong nhà lại không đồng ý. Chu Hoàng Lâm nói. Vậy hiện giờ em có dự định gì? Trần An Khang thăm dò hỏi anh ta. Nếu Chu Hoàng Lâm không đồng ý đi theo nước liệt ưng thì hắn ta sẽ lập tức khống chế anh ta lại. Bởi vì chuyện phản quốc theo địch là chuyện vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể có chút sơ suất nào. Em rất muốn đi theo nước liệt ưng nhưng người trong nhà lại phản đối. Em muốn ở lại nhà họ Trần, cùng các anh đầu nhập vào nước Liệt Ưng. Chu Hoàng Lâm nói ra suy nghĩ trong lòng mình, "Có thể, vậy em cứ ở lại nhà bọn anh, đợi sau khi nước Liệt Ưng chiếm được thành phố Quốc Hòa thì chúng ta cùng theo nước Liệt Ưng." Trần An Khang thấy Chu Hoàng Lâm đồng ý đi theo nước Liệt Ưng liền bằng lòng để anh ta ở lại. "Anh rể, anh đã liên hệ với anh Cao Hùng chưa?" Chu Hoàng Lâm hỏi. "Vừa rồi anh đã liên hệ với anh Cao Hùng rồi, nói rõ cả nhà họ Trần bọn anh đều đồng ý đầu quân cho nước Liệt Ưng." Anh Cao Hùng đã hứa hẹn, đợi sau khi đại quân của nước Liệt Ưng chiếm lĩnh thành phố Quốc Hòa thì nhất định sẽ bảo vệ nhà họ Trần bọn anh. Trần An Khang nói. Chu Hoàng Lâm nói, vậy thật sự quá tốt, đi theo nước Liệt Ưng, nhà họ Trần chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, chị em cũng sẽ được hưởng phúc. Đó là đương nhiên rồi, anh Cao Hùng còn nói, đến lúc đó hạng mục xây dựng lại thành phố Quốc Hòa đều ưu tiên giao cho nhà họ Trần bọn anh làm. Đến lúc đó nhà họ Trần muốn không phát triển cũng khó trần an khang tiếp lời cứu mạng với mau thả tôi ra lúc này trong phòng lại chuyển đến tiếng la của chu lệ ngọc anh rể có thể để em đi gặp chị em không em sẽ làm công tác tư tưởng cho chị ấy chu hoàng lâm nói trước cứ mặc kệ cô ấy đã tư tưởng của cô ấy quá bảo thủ em nói gì với cô ấy cũng vô dụng thôi cứ nhốt cô ấy lại vài ngày rồi nói trần an khang nói được nhưng các anh tuyệt đối không thể ngược đãi chị em được Chu Hoàng Lâm nói thêm. Đương nhiên sẽ không rồi, bọn anh sẽ đưa thức ăn đúng giờ cho cô ấy. Lúc này ở phía Bắc, Trương Minh Lương, hộ soái chân giữ phía Bắc dẫn dắt tướng sĩ phía Bắc chiến đấu anh Dũng ở phòng tuyến thứ hai, kiên trì suốt 4 tiếng. Do số lượng quân địch quá đông, điên cuồng tấn công vào phòng tuyến thứ hai. Lúc này, tướng sĩ phía Bắc đã thương vong nghiêm trọng. Hộ soái tấn công của kẻ địch quá mạnh, chúng ta sắp không kiên trì được nữa rồi viện quân của hộ soái Lê lúc nào mới có thể đến? Một tướng lĩnh lên tiếng hỏi. Chương 622 kiên trì lên. Hiện giờ chúng ta đã kiên trì 4 tiếng đồng hồ rồi. Hộ soái Lê nói nhanh nhất phải 5 tiếng cậu ấy mới có thể đến được, mọi người nhất định phải cố gắng kiên trì. Trương Minh Lương nói, theo tình hình này, nếu tiếp tục kiên trì thì toàn quân chúng ta sẽ bị diệt mất. Tướng lĩnh kia lại nói, hộ soái Lê sắp đến rồi, chúng ta tuyệt đối không thể để công sức đổ sông đổ biển được. Chỉ cần hộ xoái lê đến là có thể xoay chuyển tình hình chiến đấu. Nếu giờ chúng ta bỏ cuộc, những tướng sĩ đã chết trận của chúng ta sẽ hy sinh vô ích. Dù chỉ đánh còn lại một binh một tốt, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ trận địa được. Trương Minh Lương nói. Vâng, tướng lĩnh thấy Trương Minh Lương thể sống chết phải bảo vệ trận địa cũng không dám khuyên nữa, đành phải chấp hành. Lệ Uy Long dẫn theo hơn 10 vạn binh mã hành quân thần tốc, Lúc này đã vòng đến phía sau quân địch. Các tướng sĩ lại đến lúc mọi người kiến công lập nghiệp, giết địch báo quốc rồi. "Giết!" Lê Uy Long cầm thần kiếm Tiểu Thính Vũ lâu trong tay, hạ lệnh. Hơn 10 vạn tướng sĩ lập tức như mãnh hổ xuống núi, từ phía sau đánh đến phía quân địch đang tấn công vào phòng tuyến thứ hai ở phía bắc. Quân địch hoàn toàn không ngờ được binh mã của Lê Uy Long lại đánh từ sau lưng, bị đánh đến mức không kịp trở tay. Hàn Hồ nằm trong đám binh mã biến nhục nhã sau đó liền dũng cảm, càng thêm quyết chí tiến lên, thấy chết không sờn, sông lên chiến đấu như không muốn sống. Khi quân địch sư quốc kịp phản ứng lại thì đã thương vong mấy vạn binh. Chủ tưởng của sư quốc thấy trước mặt sau lưng đều có địch, chỉ có thể chia quân làm hai đường. Một đường ngăn chặn binh mã của Lệ Uy Long, đường còn lại tiếp tục tấn công vào phòng tuyến thứ hai của phía bắc. Tướng Sĩ Long Quốc chiến đấu anh dũng ở phòng tuyến thứ hai thấy trận doanh của quân địch rối loạn, đều không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Các tướng sĩ, hộ soái Lê đã đánh vào phía sau quân địch rồi, chúng ta một trước một sau phối hợp với hộ soái Lê đánh cho quân địch không còn một mảnh giáp. Trương Minh Lương thấy trận doanh phía sau quân địch đại loạn, lập tức biết được là binh mã của Lê Uy Long đã đánh đến. Trước đó anh cũng không nói với tướng sĩ của mình là Lê Uy Long sẽ dẫn theo đại quân vòng đến phía sau địch bởi vì lo lắng sẽ có người tiết lộ sách lược của Lê Uy Long. Mãi cho đến khi Lê Uy Long đã đánh đến phía sau địch anh mới dám nói ra. Tướng sĩ phía Bắc biết Lê Uy Long, hộ soái số một bảo vệ Long Quốc dẫn theo binh mã tập kích bất ngờ vào phía sau địch, sĩ khí nhất thời dâng cao. Cuối cùng thì chiến thần số một Long Quốc Lê Uy Long bọn họ kính ngưỡng trong lòng đã đến rồi. Chiến tranh, sĩ khí là điều vô cùng quan trọng. Tinh thần của binh sĩ vừa nâng cao thì có thể tăng sức chiến đấu, khiến kẻ địch sợ hãi. Do Lê Uy Long đánh bất ngờ từ sau lưng, quân địch bị ép chia làm hai ngả, binh lực dùng để tấn công vào phòng tuyến thứ hai giảm đi một nửa, áp lực bên phía Trương Minh Lương liền giảm đi. Cộng thêm giờ phút này tinh thần của tướng sĩ phía Bắc nâng cao, ai ai cũng giết đỏ cả mắt. Quân địch sư quốc tấn công vào phòng tuyến thứ hai đều bắt đầu sợ hãi. Các anh em, thời khắc báo thù rửa hận cho tướng sĩ đã hy sinh của chúng ta đến rồi, giết cho tôi, giết Trương Minh Lương lại tức giận hét lên. Nghe thấy tiếng hét của hộ xoái khu vực phía Bắc, tướng sĩ phía Bắc càng anh dũng giết địch hơn. Trước đó bọn họ vẫn luôn bị quân địch sư quốc điên cuồng đánh giết, bên cạnh có rất nhiều chiến hữu chết trận xa trường, trong lòng bọn họ đều nghẹn một bụng khí, tràn đầy thù hận. Lúc này, chính là lúc bọn họ báo thù rửa hận cho những anh em đã chết của mình, ai nấy đều điên cuồng giết địch. Binh mã của Lê Uy Long cũng như sói như hổ, mạnh như vũ báo, dễ như trở bàn tay đánh cho quân địch gào khóc thảm thiết. Binh mã của Long Quốc này dũng mãnh như thần, rốt cuộc chủ soái của bọn chúng là ai? Chủ tướng của quân sư quốc dùng kính viễn vọng thấy binh mã của mình bị binh mã Long Quốc giết cho quân lính tan rã, khó hiểu hỏi. Hình như là binh mã của Lệ Uy Long, hộ soái số 1 của Long Quốc. Một phó tướng quân địch cũng dùng kính viễn vọng quan sát tình hình chiến đấu, sau đó đưa ra kết luận. Gì cơ, thế mà lại là binh mã của Lệ Uy Long ư? Chủ tướng quân địch vừa nghe thấy cái tên Lê Uy Long này, lập tức toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, ngoài binh mã của Lê Uy Long thì Long quốc không có binh mã dũng mãnh như thần thế này. Phó tướng quân địch lên tiếng, "Cớ sao lại chắc chắn là binh mã của Lê Uy Long chứ?" Chủ tướng quân địch không muốn tin Lê Uy Long thực sự đã đến, lại hỏi, "Bởi vì tôi nhìn thấy trên cờ của một nhóm binh mã trong đám binh mã này có viết đoàn hổ bôn." đoàn hổ bôn chính là một trong át chủ bài của Lê Uy Long. Phó tướng quân địch giải thích. Chủ tướng nghe vậy lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Sau khi biết được thật sự là Lê Uy Long, hộ soái số một của Long Quốc đến, tay cầm kính viễn vọng của hắn ta có hơi run rẩy. Hắn ta nằm mơ cũng không thể ngờ được, đối thủ của mình lại là Lê Uy Long, hộ soái số một Long Quốc nghe danh đã khiến người ta sợ mất mật. Trước đó hắn ta cũng nghĩ đến sau khi Lê Uy Long cứu được Long chủ Long quốc gia thì sẽ chính diện đến chi viện cho phòng tuyến thứ hai của phía Bắc. Chỉ có điều hắn ta không ngờ được anh sẽ vòng qua phía sau hắn ta, đánh cho hắn ta một cái trở tay không kịp. Mau xin chi viện đi, để trụ sở chính phái binh mã đến chi viện cho chúng ta, chúng ta cũng làm một kích trước sau có địch, bao vây binh mã của Lê Uy Long bên trong tiêu diệt. Chủ tướng quân địch lo lắng nói hắn ta cũng coi như là chủ tướng trải qua trăm cuộc chiến đấu nhưng lại không vì nghe thấy uy danh của Lệ Uy Long mà bị dọa cho không biết làm sao. Mà là nghĩ đến hắn ta cũng làm một lần tấn công từ hai mặt. Vâng, phó tướng quân địch lập tức đi gọi điện thoại cầu cứu chi viện của trụ sở chính sư quốc. chương 623 một mình xâm nhập. Sau khi tổng bộ sư quốc biết Lệ Uy Long một thân một mình, ngây ngang xâm nhập, thậm chí còn gây náo loạn trên địa bàn của bọn họ, thì không chỉ kinh ngạc mà còn mừng rỡ không thôi. Bởi vì đây là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt quân đội của Lê Uy Long. Hành quân đánh giặc, tối kỵ là một mình xâm nhập vào quân địch. Lê Uy Long là chiến thần có sức chiến đấu mạnh nhất của Long Quốc, vậy mà lại phạm vào tối kỵ này, dẫn quân xâm nhập, đáng lén đường biên giới phía bắc, bây giờ gần như đã chiếm lĩnh phòng tuyến thứ nhất của đại quân sư quốc. Chỉ cần họ lại phái thêm một đội binh mã nữa, cùng với binh mã đã chiếm giữ đạo phòng tuyến thứ nhất của biên giới phía Bắc Sư Quốc và Long Quốc, tiền hậu giáp kích thì có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân của Lê Uy Long ở biên giới. Ở đường biên giới, hầu như đất đều bằng phẳng, căn bản là không có nguy hiểm để phòng ngừa. Lê Uy Long đã gần như tự đưa đội quân của mình vào hoàn cảnh bị tiêu diệt. Vì thế, Tổng bộ Sư Quốc lập tức điều ra từ trong nước một lúc 20 vạn binh lính tinh nhuệ đến biên giới phía Bắc trước, đánh úp đội quân của Lê Uy Long chỉ cần đánh bại hộ soái hộ quốc giỏi nhất Long Quốc Lê Uy Long, lập tức có thể tạo ra đả kích lớn lên sĩ khí của Long Quốc. Sĩ khí trong chiến tranh là điều vô cùng quan trọng, có thể quyết định trực tiếp đến thành bại của chiến dịch. Chiến thần đầu tiên của Long Quốc Lê Uy Long, nếu bị đánh bại ngay lúc mở đầu cuộc chiến, chẳng những có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của tướng sĩ biên giới phía Bắc Long Quốc, hơn nữa còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sĩ khí tướng sĩ cả Long Quốc. Bởi vì Lê Uy Long là thần tượng mà tướng sĩ Long Quốc vô cùng sùng bái, hình tượng hệt như một vị thần. Nếu chiến thần trong lòng bọn họ thất bại, thần thoại bất bại sẽ bị phá vỡ, sẽ đánh mất sĩ khí bảo vệ tổ quốc. Tướng sĩ Long Quốc đánh mất sĩ khí, niềm tin, sư quốc và đại quân của các liên bang đại đồng có thể thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh cả Long Quốc. Nếu một trận chiến này có thể đánh gục Lê Uy Long, hoặc là cầm tù Lê Uy Long, thì đả kích dành cho Long Quốc sẽ lớn hơn nữa, thậm chí có thể trực tiếp đầu hàng. Đây là cơ hội nghìn năm có một, Tổng Bộ Sư Quốc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tổng Bộ Sư Quốc đã lệnh cho chủ tướng gần như chiếm giữ đạo phòng tuyến thứ nhất ở biên giới phía bắc của Long Quốc, cần phải bảo vệ trận địa, đợi quân cứu viện đến, sau đó tiêu diệt đội quân của Lê Uy Long ở đường biên giới. Chủ tướng quân đội sư quốc Peter biết được tổng bộ đã phái đi một lúc 20 vạn tinh binh để phối hợp giáp công đội quân của Lê Uy Long, Ông ta nhất thời vô cùng hưng phấn, tỏ vẻ nhất định sẽ giữ vững trận địa, cùng hợp sức tiêu diệt Lê Uy Long. Các tướng sĩ, tổng bộ đã phái ra 20 vạn tinh binh đến trợ giúp, chúng ta cần phải thủ vững trận địa. Đợi quân cứu viện vừa đến, trái lại có thể tiền hậu giáp kích quân đội của Lê Uy Long, đánh bại Lê Uy Long ở ngay biên giới. Peter cũng bắt đầu gia tăng sĩ khí. Nghĩ đến Lê Uy Long sắp thua ở trong tay mình, trong lòng ông ta hưng phấn đến cực điểm. Chỉ cần đánh bại hộ soái đứng đầu Long quốc là Lệ Uy Long, bản thân có thể một trận chiến thành danh, danh chấn thiên hạ, trở thành danh tướng thế giới. Quân lính sư quốc biết được tổng bộ đã phái ra 20 vạn tinh binh để đến trợ giúp, tất cả đều sĩ khí tăng cao, bắt đầu đến chống giữ ở nơi hiểm yếu của đạo phòng tuyến thứ nhất. Cấu trúc đạo phòng tuyến thứ nhất biên giới phía Bắc Long quốc chắc chắn, phòng ngự vững vàng. Lúc trước vì bị quân địch sư quốc đánh úp, không kịp phá hủy trận địa, đã bị quân sư quốc chiếm lĩnh. Hiện tại đại quân của Lê Uy Long lại chuẩn bị đoạt lại trận địa phòng tuyết thứ nhất một lần nữa, thì khó khăn là tương đối lớn. Lê Uy Long chỉ huy đại quân vài lần xung phong liều chết sông vào phòng tuyến thứ nhất, vẫn chưa thể thành công đoạt lại đất đã mất. Hộ soái đạo phòng tuyến thứ nhất khó tấn công, mà chúng ta lại bị vây cùng quân địch ở biên giới, không có nguy hiểm để phòng thủ. Nếu nước địch lại phái ra một đội binh mã đến đây tập kích chúng ta, chúng ta sẽ nguy hiểm vô cùng. Hà Ngọc Lan nói cô nói rất có đạo lý vậy nên chúng ta cần phải chiếm được đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta trước khi quân cứu viện của kẻ địch đến lê uy long nói nhưng mà đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta được phòng thủ kiên cố trong khoảng thời gian ngắn không thể lấy lại được hà ngọc lan trả lời tôi vẫn còn đang nghĩ cách lê uy long đã lâu không tấn công trong lòng cũng là có chút lo lắng lúc này một gã tình báo viên cấp tốc chạy vào báo hộ soái mật thám của chúng ta đã mang về một tình báo khẩn cấp. Nói, Lê Uy Long nói, Tổng Bộ Sư Quốc đã phái ra một lúc 20 vạn binh mã, tập hợp ở biên giới phía Bắc, có ý muốn tiến hành giáp công với quân ta. Nhân viên tình báo nói, Lê Uy Long nhất thời nhướng mày, hỏi quân cứu viện của địch khi nào đến. Lấy tốc độ hành quân của bọn họ, ước chừng 5 tiếng là đến được biên giới phía Bắc. Nhân viên tình báo nói, thần sắc của Lê Uy Long nhất thời trở lên nghiêm trọng. Với tình hình hiện tại, phải đánh bại đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng 5 tiếng. Chỉ cần có thể đoạt lại đạo phòng tuyến thứ nhất một lần nữa thì mới có thể đánh lui hơn 20 vạn viện quân của địch. Nếu không, hơn 10 vạn binh mã của mình sẽ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vô cùng có khả năng khiến toàn quân bị diệt. Anh trầm tư một chút, sau đó nói, lập tức liên hệ với tổng bộ của Bộ Quốc phòng ở phương Bắc, tôi phải nói chuyện với Long chủ. Dạ một gã nhân viên thông tin lập tức liên hệ với Tổng bộ của Bộ Quốc phòng. Long chủ tỏa trấn ở Tổng bộ của Bộ Quốc phòng ở phía Bắc, biết Lệ Uy Long muốn trò chuyện với mình, lập tức tiếp điện thoại. Hộ Soái Lê, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Long chủ hỏi. Long chủ, quân địch cố thủ đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta, quân đội của chúng ta không đánh lại. Còn nữa, tôi vừa mới được biết, sư quốc lại phái ra 20 vạn binh lực đi về phía biên giới phía Bắc, có ý tiền hậu giáp kích với quân đội của chúng ta ở đạo phòng tuyến thứ nhất. Lê Uy Long nói. Long chủ nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nói, tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hộ soái lên một mình xâm nhập sau lưng địch, hơn nữa binh lực chỉ có chừng 15 người. Nếu bị quân địch tiền hậu giáp kích, sẽ là vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy, cho nên tôi phải bàn bạc với quốc phương. Lê Uy Long nói, hộ soái Lê có thượng sách gì để phá địch chăng? Long chủ hỏi quân địch dẫn quân chừng 5 giờ là đến biên giới phía Bắc, bây giờ chúng ta phải lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng 5 tiếng, nếu không, chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, thậm chí có thể khiến toàn quân bị diệt. Hiện tại đã đến lúc tử chiến đến cùng rồi, Lê Uy Long nói. Hộ soái lê tính tử chiến đến cùng như thế nào? Long chủ lại hỏi. chương 624 chúng ta phải đoạt lại. Chúng ta phải đoạt lại đạo phòng tuyến thứ nhất trước khi quân cứu viện của địch đến. Vậy nên, tôi mong là long chủ có thể phái binh tiếp viện lê uy long nói hiện tại hầu hết tướng sĩ của biên giới phía bắc đều đến đạo phòng tuyến thứ hai rồi chiến vực gần như trống rỗng không còn binh có thể dùng nữa tôi phải tiếp viện cho anh như thế nào đây long chủ hỏi chúng ta có thể cho quân thủ ở cổ bảo quan đem binh lính sở thuộc xốt toàn bộ lực lượng tập kích bên trái đạo phòng tuyến thứ nhất còn lực lượng giữ vạn phong quan dẫn binh công kích bên phải đạo phòng tuyến thứ nhất tôi sẽ đưa quân theo sau đánh mạnh vào quân địch. Trương Minh Lương dẫn tướng sĩ ở đạo phòng tuyến thứ hai tập kích quân địch từ sau lưng. Kể từ đó, quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất sẽ bị vây bốn phía, được này mất kia, bị chúng ta bao vây tiêu diệt. Lê Uy Long nói ra suy nghĩ của mình. Kế này của hổ soái Lê Quả là thâm diệu, nhưng tất cả tướng sĩ của cổ bảo quan và vạn phong quan đều dốc hết toàn bộ sức mạnh, nhớ có kẻ địch thừa cơ tấn công, áp sát từ cổ bảo quan và vạn phong quan, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Long chủ nói, hiện tại tất cả quân chủ lực của địch đều ở đạo phòng tuyến thứ nhất, quân cứu viện cũng đi về phía chúng ta. Chúng ta đã gần như hấp dẫn tất cả binh lực của kẻ địch, bọn họ sẽ không nghĩ tướng sĩ của cổ bảo quan và vạn phong quan lại dốc toàn bộ sức lực, bỏ thủ cổ bảo quan và vạn phong quan đâu. Lệ Uy Long trả lời, đây là rất mạo hiểm. Nhớ quân địch biết được cổ bảo quan và vạn phong quan không có quân chấn thủ, đưa quân tiến vào từ cổ bảo quan và vạn phong quan, thì kể cả đạo phòng tuyến thứ hai của chúng ta, hay thậm chí là biên giới phía Bắc, đều có thể rơi hết vào tay giặc. Long chủ nói, hiện tại tình huống nguy cấp, hơn nữa binh lực chúng ta không đủ, chỉ có thể cầu thắng trong nguy hiểm. Bằng không, sao lại phải gọi là tử chiến đến cùng chứ? Lê Uy Long nói, hổ xoái Lê đây là đang dùng kế không thành à, không đến mức quá bất đắc dĩ, chúng ta không cần dùng đến kế này chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Long chủ vẫn có phần lo lắng. Chúng ta phải tiêu diệt quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng 5 giờ trước khi viện quân của chúng đến được. Nếu không, chắc chắn hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Cổ bảo quan và Vạn Phong quan là hai nơi cách đạo phòng tuyến thứ nhất gần nhất, trong vòng 2 tiếng có thể cùng đánh hai bên trái phải địch. Chỉ có tấn công địch từ bốn phía mới có thể cân bằng tốc độ công phá đạo phòng tuyến thứ nhất, tiêu diệt quân địch. Trừ cách đó ra, không còn biện pháp nào hay hơn lê uy long nói nếu hổ soái lê đã quyết định làm như vậy vậy tôi sẽ mạo hiểm cùng anh một lần để tướng sĩ của cổ bảo quan và vạn phong quan tập kích hai sườn trái phải của quân địch long chủ siết tay nói nếu long chủ cảm thấy quá mạo hiểm chúng ta có thể điều một vạn binh lực đến phòng thủ cổ bảo quan từ dương cốc quan cách đó gần nhất điều một vạn binh từ bạch lộc quan gần vạn phong quan nhất đến phòng thủ vạn phong quan lê uy long bảo được cứ làm vậy đi tôi có thể yên tâm một chút Long chủ trả lời: "Tuy nhiên, hiện tại thời gian cấp bách, phải lập tức ra lệnh tướng sĩ của Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan xuất phát, không thể đợi cho binh mã của Dương Cốc Quan và Bạch Lộc Quan tới đón thay Cổ Bảo lẫn Vạn Phong trước rồi mới xuất phát." Lệ Uy Long nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để tướng sĩ của Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan xuất phát cùng một lúc, cũng để cho Dương Cốc Quan và Bạch Lộc Quan quan điều một vạn binh lực đi thủ phòng Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan." Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan sẽ chống không trong khoảng 2, 3 giờ. Cho dù kẻ địch có biết chuyện này, cũng không kịp tiến quân đến Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan. Long chủ ói. Đúng vậy, đợi kẻ địch muốn thừa dịp Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan chống rỗng mà tấn công thì binh mã Dương Cốc Quan và Bạch Lộc Quan của chúng ta cũng gần đến Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan trấn thủ rồi. Lê Uy Long nói. Được, cứ quyết định như vậy đi, cuộc chiến này có liên quan đến chiến cuộc biên giới phía bắc. Nếu thắng, chúng ta mới có thể xoay chuyển chiến cuộc biên giới phía Bắc, khiến nguyên khí quân địch bị tổn thất nghiêm trọng. Nếu thất bại, quân ta cũng sẽ không ngượng dậy nổi nữa. Long chủ ói. Mà tướng đã hiểu, cuộc chiến này liên hệ đến tổn vong sống chết của biên giới phía Bắc, thậm chí là cả niềm tin của Long Quốc kháng chiến. Mà tướng nhất định dốc toàn lực ứng phó, đánh ra cái uy của Long Quốc. Lê Uy Long nói, được, hổ Soái Lê là người một trận chiến định Giang Sơn, Đến bây giờ cũng chưa từng để cho tôi thất vọng. Tôi tin tưởng anh." Long chùa trả lời. "Mà tướng nhất định không phụ sự kỳ vọng của quốc vương." Lê Uy Long cam đoan. Tướng sĩ cổ bảo quan và vạn phong quan đến được hai sườn trái phải của quân địch cũng đã mất 3 tiếng, mà viện quân của địch chỉ cần 5 tiếng đã đến biên giới phía bắc. Nếu hổ soái Lê có thể phá được quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất thì chỉ có khoảng 2 tiếng. Sự hung hiểm của cuộc chiến này, trước nay là chưa từng có. Long chủ nói: "Vì bảo đảm khả năng lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng 2 tiếng, mong rằng có quân nhà nào ở đồn cảnh sát của nơi gần chiến vực công kích kẻ địch. Chỉ cần có thể giáp công bốn phía, hơn nữa không quân phối hợp, hẳn là có khả năng tiêu diệt được quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng 2 giờ." Lê Uy Long nói: "Được, đợi lúc các anh giáp công quân địch tứ phía, tôi sẽ ra lệnh tất cả binh lính ở trong chiến vực tùy cơ chiến đấu, lao ra chiến trường, tiến hành oanh tạc kẻ địch." Long chủ nói: chương 625 thời gian cấp bách. Chỉ cần có khả năng lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất trước khi viện quân của địch đến, chúng ta còn có thể phòng thủ, sau đó phân binh thành mấy lộ, tiêu diệt viện quân của địch ở ngoài đạo phòng tuyết thứ nhất. Lê Uy Long nói, đúng vậy, hiện tại thời gian cấp bách, tôi sẽ lập tức đưa ra mệnh lệnh để tướng sĩ của cổ bảo quan và vạn phong quan tập kích hai phía trái phải của quân địch. Long chủ nói, sau khi Long chủ cúp điện thoại, anh ta lập tức hạ mệnh lệnh cho quân sĩ chấn thủ cổ bảo quan và vạn phong quan, để bọn họ đưa toàn bộ tướng sĩ dốc hết sức lực, chia ra công kích về phía hai sườn trái phải của đạo phòng tuyến thứ nhất. Cần phải đến được chiến trường trong vòng 3 giờ. Tướng chấn thủ cổ bảo quan là Bành Tiến Long và tướng thủ vạn phong quan là Lương Thượng Vũ nhận được mệnh lệnh của Long Chủ, lập tức xuất lĩnh tất cả tướng sĩ chấn thủ quan xuất trinh, hành quân liên tục, đi về phía hai sườn trái phải của quân địch lực lượng tướng sĩ thủ quan của Bành Tiến Long ở cổ bảo quan và của lượng thượng vũ ở vạn phong quan không phải rất nhiều, đều chỉ khoảng 3 vạn binh lực, gộp vào mới được 6 vạn binh. 6 vạn binh này có thể chia ra tập kích hai sườn trái phải của kẻ địch, cũng có thể khiến kẻ địch đầu óc choáng váng. Lệ Uy Long chính là muốn kẻ địch trận cước đại loạn, anh mới có cơ hội công phá phòng tuyến của quân địch. Sau đó, Long chủ lại hạ lệnh cho quân chấn thủ ở Dương Cốc Quan và Bạch Lộc Quan điều động một vạn binh lực của họ, chia ra tiến đến chấn thủ cổ bảo quan và vạn phong quan. lê uy long biết long chủ đã phái ra binh lực của cổ bảo quan và vạn phong quan cũng không vội vã tấn công phòng tuyến của quân địch. chúng ta trước tạm thời không tiến công nghỉ ngơi tại chỗ. lê uy long hạ lệnh đình chỉ tiến công. toàn thể tướng sĩ nghe được mệnh lệnh của lê uy long lập tức đình chỉ tiến công. sau đó lê uy long lại liên lạc với hộ soái trấn giữ phía bắc trương minh lương. hộ soái lê vì sao bên anh lại đình chỉ tiến công trương minh lương ban nãy dùng kính viễn vọng nhìn thấy bên phía lê uy long không có động tính gì cả bèn thắc mắc hộ soái trương phòng ngự tiến công của quân địch rất chắc chắn chúng ta đã lâu không tấn công chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác thôi lê uy long trả lời hộ soái lê đã có thượng sách gì phá địch chăng trương minh lương hỏi tôi đã xin long chủ điều tướng sĩ của vạn phong và cổ bảo quan chia ra tiến công hai sườn trái phải quân địch bọn họ có thể đến chiến trường trong vòng 3 giờ. Đợi bọn họ đến được chiến trường rồi, chúng ta sẽ đồng thời tiến công, bốn phía giáp công quân địch. Lê Uy Long nói, được, tất thảy đều theo sắp xếp của hộ soái Lê, Trương Minh Lương trả lời. Bây giờ anh cũng để tướng sĩ bên anh nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi. Ba tiếng sau, chúng ta đồng thời khởi xướng tổng tiến công, cần phải đoạt lại đạo phòng tuyết thứ nhất của chúng ta trong vòng 2 giờ. Lê Uy Long nói. Vì sao nhất định phải đoạt lại đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng 2 giờ?" Trương Minh Lương hỏi. "Bởi vì quân địch đã phái ra 20 vạn binh lực đến tiếp viện, chừng 5 giờ là đến được biên giới phía bắc. Nếu chúng ta không thể lấy được đạo phòng tuyết thứ nhất trong vòng 5 giờ, chúng ta sẽ gặp nguy khó thủ, thậm chí có thể khiến cho toàn quân bị diệt." Lê Uy Long nói. "Chương 626 trận chiến quan trọng. Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp với hộ soái Lê, toàn lực đoạt lại đạo phòng tuyến thứ nhất." Cuối cùng Trương Minh Lương đã biết tầm quan trọng của trận chiến này. Nếu không lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất, Lệ Uy Long sẽ gặp phải nguy hiểm khiến toàn quân bị tiêu diệt. Cuộc chiến này có quan hệ trực tiếp đến toàn cục của biên giới phía Bắc. Ba tiếng sau, thời khắc quyết chiến của biên giới phía Bắc sẽ bắt đầu. Lệ Uy Long nói: "Được, có xoay chuyển được chiến cuộc biên giới phía Bắc hay không, phải phụ thuộc một trận chiến này, Trương Minh Lương tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó." Trương Minh Lương nói. Sau khi cúp điện thoại, Trương Minh Lương liền hạ lệnh cho cấp dưới đình chỉ tiến công, lưu một phần số lượng đến trạm canh gác, số còn lại nghỉ ngơi tại đạo phòng tuyến thứ hai. Chiến sĩ biên giới phía Bắc liên tục tác chiến, lúc này đã gần như mỏi mệt không chịu nổi, rất nhiều người vừa ngửa người xuống là ngủ ngay. Rất nhiều bệnh nhân vì di chuyển không ngừng mà sau đó được đưa đến bệnh viện cứu trị. Về phía quân địch, lúc này gần như toàn bộ chúng đã đến được đạo phòng tuyến thứ nhất nhìn thấy quân đội dưới trướng Lê Uy Long và Trương Minh Lương đều đồng loạt đều đình chỉ tiến công, bọn họ đều buồn bực cực kỳ, không biết sốt cuộc Lê Uy Long và Trương Minh Lương đang làm gì. Chủ tướng, hiện tại quân địch đột nhiên đình chỉ tiến công, chắc chắn là mỏi mệt không chịu nổi. Chúng ta khả thừa dịp bọn chúng mỏi mệt hết sức, khởi xướng tổng tiến công, và nhanh chóng lấy được đạo phòng tuyến thứ hai đi. Một gã phó tướng của nước sư quốc nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh có bẫy, chúng phải gian kế của quân địch. Peter trả lời, quân địch liên tục tác chiến, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, sẽ không có khả năng tính kế chúng ta đâu. Đây là cơ hội tốt nhất để đánh hạ đạo phòng tuyến thứ hai, chúng ta phải tận dụng thời cơ. Tên phó tướng kia nói, anh không hiểu, đại quân của Lê Uy Long ở phía trước như hổ rình mồi. Nếu chúng ta tùy tiện đi ra ngoài tấn công đạo phòng tuyến thứ hai do Trương Minh Lương chấn thủ, Lê Uy Long sẽ không thể ngồi xem mà không cứu, nhất định chúng sẽ có cơ hội tấn công trận địa của chúng ta. Peter nói, chúng ta có thể chia binh làm hai phần, một phần dùng để tấn công đạo phòng tuyến thứ hai của Trương Minh Lương, một phần chấn thủ trận địa dùng để đề phòng Lê Uy Long. Phó tướng trả lời, như vậy quá mạo hiểm, Lê Uy Long là chiến thần giỏi nhất Long Quốc, chúng ta phân tán binh lực, nhớ may bị Lê Uy Long tấn công trận địa thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể thủ được, sẽ bị đẩy vào tình thế hai mặt bị công kích. Peter cũng không dám mạo hiểm. Lệ Uy Long tuy là chiến thần giỏi nhất Long Quốc, nhưng công tác phòng ngự của chúng ta thủ rất kiên cố. Trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn là hắn không thể công phá được. Còn quân đội dưới trướng Trương Minh Lương đã liên tục tác chiến mấy ngày mấy đêm, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi. Chúng ta lại khởi xướng một vòng tiến công nữa, hẳn có thể lấy được đạo phòng tuyến thứ hai. Phó tướng nói, tổng bộ yêu cầu chúng ta cần phải thủ vững đạo phòng tuyến thứ nhất, đợi viện quân đến. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là thủ vững đạo phòng tuyến thứ nhất, chứ không phải tùy tiện đi tiến công đạo phòng tuyến thứ hai của Long Quốc. Nếu bởi vậy mà bị mất đạo phòng tuyến thứ nhất, không có ai có thể đảm đương nổi trách nhiệm này đâu. Peter nói, Chủ tướng, nếu chúng ta có thể lấy được đạo phòng tuyến thứ hai trước khi viện quân của chúng ta đến, thì không phải là chiến công có một không hai sao. Đợi quân cứu viện vừa đến rồi, chúng ta có thể hợp binh một chỗ, Lấy khí thế như sấm rội mà lấy được đạo phòng tuyến thứ ba của người Long Quốc. Phó tướng nói, Peter thấy phó tướng lại nhảy, nhất thời có chút bực bội, đừng nói nữa. Anh là chủ tướng hay tôi là chủ tướng? Mệnh lệnh của Tổng bộ, chúng ta phải nghiêm khắc chấp hành. Hiện tại kẻ địch là Long Quốc không thể khởi xướng tiến công chúng ta, đó là thờ cơ tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta vì sao phải chọc giận bọn họ? Nếu bọn họ là vồ đến đây, chúng ta chưa chắc có thể giữ được trận địa hiện tại chúng ta không cần làm cái gì cả, chỉ cần thủ vững trận địa. Đợi viện quân của chúng ta vừa đến, chúng ta có thể tiền hậu giáp kích đội quân của Lê Uy Long, lập tức đánh bại chiến thần giỏi nhất Long Quốc Lê Uy Long. Chỉ cần đánh bại Lê Uy Long, có thể trực tiếp khiến cả Long Quốc kinh sợ. Đến lúc đó, đại quân của chúng ta đổi hướng, nhất định bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Trương Minh Lương biết Lê Uy Long bại rồi, nhất định sẽ rất sợ hãi, đạo thứ hai của Long Quốc sẽ tự sụp đổ. Gã phó tướng kia nghe Peter nói như vậy, nhất thời không dám lại nhảy gì nữa, chỉ có thể lầm bẩm chủ tướng anh Minh, là mà tướng ngu dốt chỉ biết cái lợi trước mắt. Truyền lệnh đi xuống, tập trung xây dựng công trình bị hao tốn, chuẩn bị thật tốt cho trận quyết chiến sinh tử với Lê Huy Long. Peter nói, dạ, phó tướng lập tức đi truyền lệnh. Ban nãy, sau khi Lê Huy Long nói chuyện điện thoại với Trương Minh Lương xong, anh bèn nói với cấp dưới, Nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất. Nếu bọn họ dám can đảm xuất binh tấn công đạo phòng tuyến thứ hai của hộ Soái Trương, chúng ta liền lập tức xông ra, tấn công đạo phòng tuyến thứ nhất. Giả, dạ, một gã lính lập tức đi truyền lệnh. Hà Ngọc Lan, Lê Uy Long lại gọi Hà Ngọc Lan. Có, Hà Ngọc Lan lập tức đứng ra. Cô dẫn dắt công binh, mai phục địa lôi và thuốc nổ sau lưng chúng ta. Lê Uy Long nói. Hộ Soái nếu mau phục địa lôi và thuốc nổ sau lưng chúng ta, nhớ may chúng ta cần lui lại, chẳng phải là bị chính địa lôi và thuốc nổ của mình tạc chết. Hà Ngọc Lan hỏi, chúng ta đã gần như không còn đường lui, cần tổng tiến công ngay từ đầu, nhất định phải dũng cảm tiến tới, nhanh chóng lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất. Người nào lâm trận lùi bước, sẽ bị nổ chết, Lê Uy Long nói. Hộ soái ngày đây là phải đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng à. Hà Ngọc Lan hỏi, đúng vậy, chỉ có chặt đứt đường lui của chính mình các tướng sĩ mới có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi từ trước đến nay cuộc chiến này chỉ cho phép thành công không được thất bại lê uy long nói tôi hiểu rồi trước đó chúng ta mai phục địa lôi và thuốc nổ thật tốt chẳng những có thể chặt đứt đường lui của chính chúng ta khiến cho các tướng sĩ không thể lùi lại mà còn có thể đợi đến lúc viện quân của kẻ địch đến trước cho nổ bọn chúng hà ngọc lan nói như bừng tình cô càng ngày càng thông minh tôi chính là nghĩ như vậy. Đợi đến lúc viện quân của kẻ địch đến rồi, chúng ta đã gần như chiếm lĩnh được đạo phòng tuyến thứ nhất. Những địa lôi và thuốc nổ này đều là chuẩn bị cho bọn họ. Lê Uy Long trả lời. chương 627 tình hình khẩn cấp. Hộ soái quá khen rồi, Ngọc Vinh đi theo hộ soái đã lâu như vậy, đương nhiên tôi phải tiến bộ rồi. Hà Ngọc Lan nói. Tốt lắm, nắm chắc thời gian, dẫn theo binh lính đi chôn số mìn cũng thuốc nổ kia đi. Lê Uy Long nói. Vâng, Hà Ngọc Lan lập tức dẫn binh lính rời đi, đến doanh trận phía sau chôn mìn cùng thuốc nổ. Phía sau của trận doanh kéo dài hơn một cây em đều là mìn và thuốc nổ. Phía bên Trương Minh Lương cũng không nhàn rỗi, để có thể đánh tốt một trận chiến bắt buộc tuyến phòng thủ thứ nhất phải đủ kiên cố, anh ta hạ lệnh cho đạo phòng tuyến thứ ba rút 2 phần 3 nguồn lực để chi viện cho đạo phòng tuyến thứ hai, chỉ để lại 1 phần 3 số binh lính lưu lại đạo phòng tuyến số 3 nếu muốn tấn công đến đạo phòng tuyến thứ ba thì phải xông qua được đạo phòng tuyến thứ hai đã. Nhưng mà, để phòng ngừa bất chắc, anh ta vẫn để lại một phần ba binh lực ở đạo phòng thủ thứ ba. Vì là Long Chủ ở chiếc vực phương Bắc, nếu ở đạo phòng tuyến thứ ba không có người, lỡ như quân địch nhanh chóng lướt qua đạo phòng tuyến thứ ba sẽ tiến quân rất nhanh, tấn công thẳng vào hệ thống chủ chốt ở phương Bắc, lúc đó có thể Long Chủ chưa đủ thời gian để rút lui rút mất 2 phần 3 số binh ở đạo phòng tuyến thứ 3 đã cực kỳ mạo hiểm rồi, nhất định phải giữ lại 1 phần 3 số binh lính để đảm bảo sự an toàn cho Long Chủ. Đạo phòng tuyến thứ 3 tổng cộng có 15 vạn người phòng thủ, lấy mất 2 phần 3 số binh đi, chính là lấy đi 10 vạn. Chỉ để lại 5 vạn phòng thủ ở phòng tuyến thứ 3. 10 vạn binh sĩ thu được từ đạo phòng tuyến thứ 3 sẽ được chi viện theo đạo phòng tuyến thứ 2 theo mệnh lệnh, lập tức điều hành xe tăng, xe thiết giáp chở các vũ khí tiên tiến, chậm rãi lao đến đạo phòng thủ thứ hai. Bành Tiến Long là người dẫn đầu toàn quân, đưa toàn quân kịch liệt hành quân đến phòng tuyến thứ nhất ở bên trái. Lương Thường Vũ cũng dẫn đầu một đội quân khác, đưa toàn quân kịch liệt, cấp tốc hành quân đến phòng tuyến thứ nhất ở bên phải. Bọn họ đều biết tình hình quân lúc này vô cùng khẩn cấp, trong vòng 5 giờ tới quân địch sẽ gấp rút đưa cứu viện đến phía Bắc, phía quân địch sẽ tiến hành dồn quân vào thế gọng kìm, cho nên phải giành giật từng giây hành quân, có thể đến chiến trường sớm một phút liền có nhiều hơn một phút đồng hồ đi công phá địa hình. Hà Ngọc Lan đưa toàn quân đi chôn mìn cùng thuốc nổ cũng mất hơn 2 giờ. Báo đáo hộ soái đã chôn xong toàn bộ mìn cùng thuốc nổ. Hà Ngọc Lan chạy đến trước mắt Lệ Uy Long báo cáo. Tốt! Lệ Uy Long nhìn đồng hồ thấy đã qua 2 giờ rồi, cách khoảng cách quyết chiến nhiều nhất là nửa tiếng, liền nói với toàn thể tưởng sĩ. Các tướng sĩ đã sắp đến thời khắc quyết chiến, chúng ta đã không còn đường lui. Trận chiến này, từ trước đến nay chưa từng có, một lần nữa phải nắm chắc phòng tuyến đầu tiên mới có cơ hội. Tướng lĩnh ngay dưới trướng Lê Uy Long đi đầu hô to, chiến thần Thiên Long, đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó. Chiến thần Thiên Long, đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó. Chiến thần Thiên Long, đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó. Chiến thần Thiên Long, đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó toàn thể chiến sĩ thuộc Lê Uy Long chỉ huy hô vang, sĩ khí ngất trời. Quân địch đang ở đạo phòng tuyến đầu tiên nghe thấy khí thế của quân lính Lê Uy Long, sợ tới khiếp vía. Chủ tướng, xem ra trận thế lần này quân Lê Uy Long sẽ tiến công lớn đây. Một tên địch lạnh lẽo nói. Người hoảng cái gì, hiện tại quân chi viện chỉ cách chúng ta hơn 2 tiếng thôi. Chúng ta đều biết 10 vạn quân lính đang phòng thủ ở đây, nhiều ít gì đi chăng nữa cũng đang ở đây, Quân Lệ Uy Long làm cách nào cũng không thể xé được tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta." Peter bình tĩnh nói. "Chỉ là, Lệ Uy Long nổi tiếng là vị tướng giỏi như thần ở Long Quốc, chúng ta không thể khinh địch được." Tên tướng kia lạnh lùng nói. "Lệ Uy Long chỉ có hơn 10 vạn quân lính, số quân của chúng ta nhiều hơn anh ta không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn có hàng phòng thủ kiên cố thế này, sợ cái gì? Chỉ cần quân tiếp viện của chúng ta đến kịp thời, Lệ Uy Long chỉ còn con đường chết thôi." Peter nói: "Chủ tướng nói đúng, tên tướng kia nói. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tốt tư thế sẵn sàng chiến đấu, toàn quân sẵn sàng tình huống Lê Uy Long bất ngờ tấn công." Peter nói: "Rõ, lập tức có người đi truyền mệnh lệnh của Peter." Tiếng vang của binh lính bên phía Lê Uy Long hấp dẫn lực chú ý của quân địch. Tất cả quân địch đều chuẩn bị tốt tâm lý để phòng Lê Vĩnh Tiêu tấn công bất cứ lúc nào. 10 phút sau, Lê Uy Long nhận được tin từ tướng lĩnh phòng thủ Bành Tiến Long gọi điện thoại đến, đội quân của Bành Tiến Long đã tiến tới phía bên trái quân địch. Đội quân của Bành Tiến Long đến trước dự kiến 26 phút đồng hồ. Lệ Uy Long yêu cầu đội quân của Bành Tiến Long trước tiên cứ áng binh bất động, chờ toàn bộ đều vào vị trí mới khởi xướng tấn công. 3 phút sau, Lệ Uy Long lại nhận được tin tức của tướng lĩnh khác, Lương Thưởng Vũ cũng đã đưa đội quân đến bên phải quân địch, nhanh hơn 23 phút so với dự kiến. Lệ Uy Long vô cùng vui mừng, anh cũng lệnh cho lương thượng vũ trước tiền án binh bất động, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Sau đó, Lệ Uy Long gọi điện cho hộ soái phía Bắc Trương Tâm Lương, hộ soái Trương Đội quân Bành Tiến Long cùng đội quân của Lương Thượng Vũ hai bên đều đã chia nhau đến hai bên trái phải của quân địch rồi, bên chỗ anh chuẩn bị thế nào? Lúc này, 10 vạn quân được điều từ đạo phòng tuyến thứ ba cũng đã đến đạo phòng tuyến thứ hai, hợp cùng với đội quân của Trương Tâm Lương. Hộ soái Lê Uy Long, bên này chúng tôi cũng đã sắp xếp xong, chỉ chờ mệnh lệnh từ đồng chí, chúng ta có thể tổng tiến công ngay lập tức. Trương Tâm Lương nói, chương 628 3 phút nữa. Được, 3 phút nữa tôi sẽ phát tín hiệu tổng tiến công, đồng chí chuẩn bị sẵn sàng. Lê Uy Long nói, rõ, Trương Tâm Lương nhận lệnh. Lê Uy Long cúp điện thoại, lập tức gọi điện cho Long Chủ. Hộ soái Lê Uy Long, tình hình thế nào? bên phía Long Chủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thì nhận được điện thoại của Lê Uy Long. Long Chủ, đội quân của Bành Tiến Long đã tiến đến phía bên trái quân địch, đội quân của Hộ Soái Trương cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị xong, 3 phút nữa tôi sẽ khởi động tổng tiến công. Mong Long Chủ phát ra máy bay chiến vực chiến đấu, tiến hành đánh tan quân địch. Lê Uy Long nói, được, tôi lập tức dồn quân chuẩn bị máy bay chiến đấu, hỗ trợ hộ soái Lê Uy Long đánh địch. Long chủ nói: "Cảm ơn Long chủ, hiện tại thời gian cấp bách, tôi cúp máy trước." Lê Uy Long nói: "Được, chúc hộ soái Lê Công thành thành công." Long chủ nói xong liền ngắt máy. Sau đó, Long chủ lập tức đưa ra mệnh lệnh, nói chiến vực phía bắc lập tức chuẩn bị thời cơ chiến đấu, tiến đến đạo phòng tuyến thứ nhất ở phía bắc, đánh quân địch từ trên không. Theo mệnh lệnh của Long chủ, phía sân bay đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ chiến đấu đến lập tức cất cánh. Trong phút chốc, máy bay chiến đấu nhanh chóng nổ máy, vô số máy bay chiến đấu cất cánh, bay về phía đạo quân phòng thủ đầu tiên của quân địch. Sau khi Lê Uy Long gọi điện xong lập tức nhìn đồng hồ. Vừa hết 3 phút, Lê Uy Long lập tức nói, thời khắc quyết chiến đã đến, lập tức phát ra tín hiệu tổng tiến công. Một viên đạn tín hiệu bay cao rồi nổ ra giữa không chung. Quân địch nhìn thấy đạn tín hiệu phía quân Lê Uy Long phát ra, tất cả đều kinh hãi. Bành tiến long, Lương Thượng Vũ nhìn thấy đạn tín hiệu nổ lớn trên không trung, tất cả đều gầm lên với binh lính phía sau mình, "Nổ súng, giết." Mấy vạn tướng lĩnh nghe thấy mệnh lệnh, lập tức men theo hai bên trái phải quân địch mà nổ súng. Trong giây lát, đạn pháo bay ra, bay đến từ phía hai bên trái phải của quân địch. Cùng lúc đó, Trương Tâm Lương cũng nhìn thấy đạn tín hiệu nổ tung giữa không trung, nổi giận gào lên, "Nổ súng, đánh xuống mặt đất." Trương Tâm Lương vừa ra lệnh, vô số đạn pháo xe tăng đều đồng thời nổ súng. Vô số đạn bay ra, từ đạo phòng tuyến thứ hai bay về phía quân địch. Còn phía bên Lê Uy Long, anh không vội hạ lệnh tiến công mà chờ cho quân địch ở trên trận tuyến bắt đầu rối loạn đã. Giờ phút này lực chú ý của quân địch đều tập trung về phía Lê Uy Long, vì phong ngừa Lê Uy Long bất ngờ tấn công, dường như bọn họ đem tất cả vũ khí đều hướng về phía của đội quân Lê Uy Long. Không ngờ, làm cho ông ta không lường trước được chính là sự xuất hiện của hai đội quân long quốc tiến đến từ hai sườn trái phải của bọn họ hai bên đội quân trái phải thuộc đội quân của trương tâm lương không ngờ lại khởi xướng ra đánh bất ngờ dầm dầm uyên lúc này vô số đạn pháo nổ tung ở đạo phòng thủ đầu tiên quân địch bị đánh cho tan xác máu me be bét văng khắp nơi bọn họ gào khóc thảm thiết peter nhất thời luống cuống vội vàng hạ lệnh nhanh chóng đổi sang pháo đánh hai bên trái phải cũng quân chi viện ở phía sau. Nghe được mệnh lệnh của Peter, quân địch đều đổi sang dùng pháo, phân sang hai hướng trái phải mà nổ súng. Lệ Uy Long nhìn thấy quân địch đã rối loạn rồi, lập tức giơ kiếm của mình lên, chỉ vào phía trận địa của quân địch, giống lên mấy tiếng nổ súng, giết. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đội quân của Lệ Uy Long đã đến trận địa, vô số đạn pháo đánh về phía quân địch. Dầm, dầm, uỳnh đạn pháo đến từ bốn phương tám hướng, đều đánh về phía trận địa của quân địch, đánh địch giết ngựa khiến cho bọn họ kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Peter quá mức sợ hãi, ông ta không thể tưởng tượng được bản thân vừa mới hạ lệnh đổi sang dùng pháo, phía bên này Lê Uy Long lại cho người nổ súng. Chia thành bốn nhóm, phân biệt đánh địch xung quanh, Peter bối rối truyền một mệnh lệnh khác. Nhưng mà hiện tại bên tai là tiếng nổ mạnh, quân lính của anh ta nghe đến oanh tạc, choáng váng đầu óc, sao có thể tự động tác chiến được nữa. chương 629 chiến đấu 1 Quân địch đã bị ném pháo nổ súng đến điên đầu, không phân biệt được phương hướng nữa rồi, lúc này chỉ có thể nổ pháo lung tung về các hướng, làm sao có thể chia quân thành bốn phái được nữa. lê Uy Long cũng không vội vàng hạ lệnh sông lên, mà trước tiên tiếp tục nổ pháo thêm một trận nữa, đánh về phía đám quân địch. Uinh, uinh, uinh. Đạn pháo không ngừng nổ mạnh ở giữa trận địa, quân địch bị ném chúng chết như rơm như dạ. Hiện giờ quân địch bị tấn công từ bốn phía, phản công được phía này thì mất phía khác, gấp muốn chết, trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra phương án đánh trả. Peter nhìn thấy tình hình này cực kỳ lo lắng, hét lên với tướng sĩ xung quanh, nhanh, các anh nhanh điều động quân lính, chia làm bốn hướng nghênh chiến. Những thuộc hạ này lập tức tiến lên, chuẩn bị dẫn theo binh lính của chính mình chia làm bốn phía nghênh chiến. Uinh uinh uinh, Đạn pháo không ngừng nổ mạnh ở chính giữa trận địa, một ít tướng lĩnh vừa mới chạy ra từ sở chỉ huy đã bị đạn pháo ném trúng, trực tiếp đi đời. Những người chưa bị ném chết tiếp tục chạy như điên, đem binh lính của chính mình chạy tới vị trí. Vừa chạy đến vị trí cần thiết xong, chia quân thành 4 phía phân biệt đánh các hướng đông, tây, nam, bắc của đội quân Long Quốc. Nhưng mà, tuy rằng quân đã chia thành 4 phía nhưng đánh bằng đao kiếm, cũng không tạo thành lực sát thương gì lớn cả lệ uy long lệnh cho binh mã của chính mình cùng với binh mã của trương minh lương cùng quân của bành tiến long lương thượng vũ tiếp tục đánh tan quân địch hiện tại biết bốn phía đều có thể tấn công địch đội quân đang chiếm ưu thế anh sẽ không dễ dàng hạ lệnh tấn công anh phải phá hủy lớp phòng ngự của quân địch làm cho quân địch tổn thất trầm trọng sau đó mới hạ lệnh tấn công chỉ có như vậy lượng thương vong mới là tối thiểu có thể dùng pháo đánh quân địch thì vội vàng tấn công để làm gì wing, wing. Uỳnh. Binh mã Long Quốc tấn công từ bốn phía, đạn pháo bay vèo vèo, đạn pháo dày đặc không ngừng đánh vào trận doanh của quân địch. Lực sát thương của pháo khi nổ cực kỳ lớn khiến cho quân địch cứ vậy ngã xuống, thi thể chất đầy như núi. Peter ở sở chỉ huy nhìn thấy đoàn quân của mình bị giết hại quá nhiều, ông ta gấp đến mức toát mồ hôi hột. Tổng bộ yêu cầu ông ta phải giữ được trận địa trong vòng 5 giờ, không ngờ mới 2 tiếng trôi qua Lê Uy Long đã ra lệnh bắt đầu trận chiến. Cứ đánh như thế này, qua 2 giờ nữa chắc chắn trận địa này sẽ thất thủ. Hiện tại, ông ta chỉ có thể hy vọng viện quân tới sớm hơn bình thường một chút. Vì thế, ông ta lập tức liên hệ chủ tướng của đội quân viện quân Murphy. "Tướng lĩnh Murphy, bao lâu nữa đội quân của anh mới tiến đến chiến trường?" Peter lo lắng hỏi. "Tướng lĩnh Peter, còn hơn 2 tiếng nữa tôi mới có thể đến chiến trường, tình huống bên phía anh như thế nào rồi? Tại sao có nhiều tiếng nổ lớn như vậy?" Murphy nghe thấy từ tiếng điện thoại bên kia truyền đến âm thanh nổ cực kỳ mạnh mẽ, cũng vô cùng kinh hãi. Hiện tại đội quân của tôi bị quân của Lê Uy Long bao vây bốn phía, sắp không xong rồi, anh mau đến đây giúp đi." Peter nói. Murphy nghe vậy cũng vô cùng chấn động, hỏi, "Đội quân của Lê Uy Long không phải anh không thèm để ý đến sao? Sao anh ta có thể phân quân ra làm bốn hướng tấn công anh được?" Lê Uy Long không hề điều động quân lính không biết quân lính từ hai bên trái phải là từ nơi nào tiến đến." Peter nói. "Chẳng lẽ quân lính của Trương Minh Lương chia làm ba phía?" Murphy hỏi. "Chúng ta cũng đã quan sát quân lính của Trương Minh Lương, đội quân của hắn vẫn luôn phòng thủ ở phòng tuyến thứ hai, cũng không hề được điều động." Peter nói. "Kỳ lạ, đội quân của Lệ Uy Long cùng Trương Minh Lương đều không được điều động, nói như vậy, đội quân đang đánh ở hai bên trái phải đều đến từ nơi khác." Murphy nói trước tiên đừng điều động quá nhiều binh mã, anh mau gia tăng tốc độ hành quân, đến trợ giúp tôi đi. Đến muộn, trận địa thất thủ, đến lúc đó liền không lấy được trận địa cùng với ý đồ chiến lược của Lê Uy Long. Peter nói, được, tôi lập tức cho quân thần tốc hành quân. Murphy nói, cúp điện thoại, Murphy liền hạ lệnh kịch liệt hành quân, gấp rút phóng như tên lửa đến tiếp viện sở chỉ huy của Peter. Bốn phía của quân Long Quốc cùng quân của Peter sau 20 phút va chạm, Quân địch dựa vào việc phòng ngự cũng đã bắt đầu đánh trả lại một cách hữu hiệu. Dù sao quân địch cũng là đội quân tinh nhuệ, sau khi đã hỗn loạn 20 phút thì bọn họ cũng đã phản ứng lại mọi chuyện. Nhưng mà, lúc này quân địch bị trúng đạn đã chết mất mấy vạn người, nên phía binh lực dường như ngang hàng với binh lực của đội quân Lê Uy Long. Đúng lúc này, từng đợt máy bay chiến đấu ầm ầm tiến tới, vô số máy bay chiến đấu của Long Quốc ầm ầm kéo đến. Chương 630 chiến đấu 2 vừa mới tổ chức đánh lại hữu hiệu một chút đột nhiên phía trên trời bay tới cực kỳ nhiều máy bay chiến đấu của long quốc đám máy bay này bắt đầu thả bom xuống dầm dầm đoàng vô số bom đạn rơi xuống bên trong trận địa của quân địch phát ra tiếng nổ cực kỳ lớn a a a phía quân địch bị chúng phải bom lập tức lên chầu trời đám máy bay chiến đấu chính là do long chủ phái ra đội quân chính và phụ của khu vực phía bắc ra chiến đấu trên mặt đất đội quân của lê uy long đội quân của Trương Minh Lương, đội quân cùng Bành Tiến Long cùng đội quân của Lương Thượng Vũ tiếp tục tấn công theo bốn hướng, không ngừng bắn tỉa về phía quân địch. Dâm, dâm, đoàn. Cả trên không trung lẫn ở dưới mặt đất tập thể công kích quân địch, quân địch bị tiếng đạn nổ làm đầu óc choáng váng, bị thương lại chồng chất bị thương, người chết lại có người chết thêm, căn bản không thể lại tổ chức đánh trả một cách hữu hiệu nữa. Không thể đánh hết quân địch bốn phía, chỉ có thể tránh ở chỗ chiến hào, hoặc là quỳ dạp ngay tại trên mặt đất không dám đứng lên. Lúc này, Peter ở sở chỉ huy hoàn toàn luống cuống rồi, không ngừng hạ lệnh, đánh trả, đánh trả, đánh trả. Nhưng mà, binh mã của ông ta lúc này đã bị đội quân bên kia nổ cho vang cả người, không còn lực đánh trả nữa rồi. Oanh, một quả bom nổ ở ngay phía sở chỉ huy, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Sở chỉ huy này do quân Long Quốc xây dựng nên, tuy là vô cùng chắc chắn, nhưng bị ném bom ngay trên đầu, tường đá đều vỡ vụn, bụi đất thay nhau rơi xuống. Peter ở sở chỉ huy cực kỳ khiếp sợ, mặt mày xám xịt như cho. Chủ tướng, chúng ta nhanh chạy xuống hầm trốn đã. Một tướng lĩnh hộ vệ rét lạnh hô lên. Sau đó bọn họ che chở đưa Peter chạy về phía đường hầm. Oanh, lại một quả bom nữa trúng vào chính giữa sở chỉ huy, phát ra tiếng nổ cực kỳ lớn. Tường đá bên trong sở chỉ huy lại bị trúng bom đạn mà nứt ra thêm, Peter trốn được vào trong đường hầm, lại gọi điện cho tổng bộ xin cứu viện. Tôi là Peter, hiện tại quân địch Long Quốc đang không ngừng công kích trận địa bên phía tôi, hy vọng có máy bay chiến đấu trợ giúp. Hy vọng có máy bay chiến đấu trợ giúp, Peter không ngừng phát ra tín hiệu xin giúp đỡ. Tổng bộ nhận được tín hiệu xin giúp đỡ từ Peter, nhanh chóng đưa máy bay chiến đấu tiến đến. Lúc này Lê Uy Long vẫn chưa vội hạ lệnh tấn công, anh phải phá hủy toàn bộ sinh lực của quân địch tại thời điểm mà bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ rồi mới tấn công mạnh. Đạn pháo vẫn không ngừng rơi ở trận địa của quân địch, chúng vào quân địch khiến bọn họ máu me be bét, máu thịt văng ra khắp nơi. Murphy hành quân kịch liệt, thời điểm đã tới phía Bắc liền nhận được tin báo khẩn cấp từ Tổng cục. Trong tin tình báo nói, đội quân của Long Quốc đã lấy dốc toàn bộ lực lượng rồi. Tiến về phía đội quân của Peter theo hai hướng đông, tây, đánh về phía đội quân của Bành Tiến Long cùng đội quân của Lương Thương Vũ, tùy cơ ứng biến. Murphy nghe được tình huống này, nhất thời mừng rỡ nói, vốn dĩ cũng công kích hai mặt đông, tây của đội quân bên phía Peter là đội quân của Lê Uy Long cùng với Lương Thượng Vũ. Lần này Lê Uy Long cũng quá lớn mật rồi, dám dốc toàn bộ lực lượng ra. Tướng quân, xem ra binh lính của Lê Uy Long có nhưng không dùng được, ngay cả cổ bảo quan cùng vạn phong quan cũng đem ra dùng ở đây, bọn họ xong đời rồi. Murphy nói: Tướng quân tính toán thế nào?" Người kia hỏi: Chia quân thành ba hướng, một đường xâm nhập vào trận địa từ phía cổ Bảo Quan, đội quân, một đường xâm nhập vào Vạn Phong Quan, một đường nữa sẽ tiến tới phía sau đội quân của Lê Uy Long." Murphy nói: Tướng quân, sau khi chia binh ra làm ba hướng, binh lực của chúng ta sẽ bị suy yếu, chỉ sợ không thể tiêu diệt nổi đội quân của Lê Uy Long." Người đó nói: Cổ Bảo Quan cùng Vạn Phong Quan đã không còn binh lính phòng thủ. Chúng ta có thể chia ra hai vạn quân lính tiến vào phía bắc của Long Quốc, còn để lại 16 vạn quân đi quyết chiến với đội quân của Lê Uy Long, vậy là đủ rồi." Murphy nói. "Lê Uy Long là chiến thần của Long Quốc, 16 vạn binh lính quyết chiến cùng anh ta có phải ít rồi hay không?" Người đó lo lắng nói. "Chỉ cần Peter có thể giữ vững trận địa, 16 vạn binh lính của chúng ta cùng với đội quân của Peter cùng nhau chiến đấu với đội quân của Lê Uy Long đánh địch bằng thế gọng kìm, binh lính hoàn toàn dư giả." Murphy nói, tướng quân nói vô cùng có lý, cho dù Lê Uy Long có tài giỏi đến mấy đi nữa, nhưng hai mặt đều là quân ta, cũng nhất định sẽ thất bại thôi. Người kia nói, ngay từ trận đấu đầu tiên với quân Long Quốc mà chiến thần Lê Uy Long đã bày trận mạo hiểm như thế này, xem ra danh tiếng của anh ta cũng chỉ là hư danh mà thôi. Hiện tại phía Bắc bọn họ đã chống trải rồi, Long Chủ lại đang ở phía Bắc, hai đạo quân của chúng ta tiến vào từ cổ bảo quan cùng vạn phong quan, sau đó thần tốc tiến công giống như hai thanh gương sắc nhọn, đánh thẳng vào trái tim của Long Quốc, thậm chí còn có thể bắt được Long Chủ của bọn họ. Murphy nói, tướng quân, trận chiến này nhất định có thể đánh bại Lê Uy Long, chiếm lĩnh phía Bắc Long Quốc, nổi danh khắp nói, người kia nói. Nếu có thể bắt Long Chủ của bọn họ đi làm tù binh, vậy thì sẽ tóm gọn được toàn bộ Long Quốc này. Murphy đắc ý nói, vì thế... Murphy lập tức điều ra hai đội quân gồm hai vạn binh lính, một đội tiến đến cổ bảo quan, một đội tiến đến vạn phong quan. Sau đó, anh ta tự mình điều động 16 vạn quân còn lại, tiếp tục hành quân đến trợ giúp đội quân của Peter. Lúc này ở đạo phòng tuyến thứ nhất của phía bắc, đội quân của Peter đã bị quân của Lê Uy Long đánh cho tan tác trận địa, xác chết ở khắp nơi, quân lính tan rã. Lê Uy Long nhận thấy thời cơ đã đến, lập tức chỉ huy cho máy bay chiến đấu thả bom sau đó hướng về phía đội quân của Bành Tiến Long cùng Lương Thượng Vũ phát ra mệnh lệnh tấn công về trụ sở của địch. Trương Minh Lương, Bành Tiến Long cùng Lương Thượng Vũ đã nhận được mệnh lệnh tấn công của Lê Uy Long, lập tức hạ lệnh cho đội quân của mình xông lên tấn công. Đồng thời, Lệ Uy Long cũng cầm kiếm thân của mình trong tay, nổi giận gào lên, xông lên. Đoạt lại trụ sở. Trong giây lát, tướng sĩ của Long Quốc tiến lên như thủy triều, từ bốn phương tám hướng tiến đế trụ sở của quân địch tiếng giết sung trời audio điện tử võ tấn bền khết tập 30